chương 740, có chút lạc đề. Nguyên nhân rất đơn giản, vị thiên tôn Thái Bình kia chính là ra bài không theo lẽ thường. Có trời mới biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì vào mỗi ngày, so với Ninh Tam Kiếm còn khó suy đoán hơn, giống như hiện tại, ở trước mặt một cái cơ hội tốt như vậy mà hắn chỉ xuất thủ bắt lấy một cỗ thi thể, sau đó liền xoay người rời đi. Ta ngay cả tâm lý cũng đều đã chuẩn bị xong mà ngươi lại cho ta xem cảnh này. Đây còn không nói rõ là đang đùa giỡn ta hay sao? Hít hà, Ngô không hít vào một hơi thật sâu, không có cách nào, có một câu nói rất hay, súng bắn chim đầu đàn, nếu như không có người dẫn đầu, thật đúng là sẽ không nhất định có người dám lên, vốn dĩ ở bên trong ba mạch đạo, Phật, Ma, Minh giáo thích trốn trốn tránh tránh nhất, có trời mới biết bọn hắn có xuất thủ hay không, vốn dĩ Ngô không còn trông cậy vào đạo môn có thể làm làm người dẫn đầu. Bất quá ở trong cái tình thế này, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân. Thở dài, ngô không tụng niệm một tiếng phật hiệu lần thứ hai sau đó đưa tay phải ra khác biệt cùng với bề ngoài nhìn qua có vẻ hơi già nua của hắn bàn tay của ngô không trắng nõn như ngọc cùng loại với thiên tôn thái bình hơn nữa còn tràn đầy sinh cơ hoàn toàn không giống như là bộ dáng của một lão già đã có tuổi bất quá chuyện này cũng bình thường dù sao thì đây cũng là phật môn phật môn coi trọng bối phận năm đó ngô không cũng là một vị mỹ nam tử mê đảo ngàn vạn thiếu nữ kết quả sau khi làm phương trượng vì thành lập hình tượng cao thâm mà chắc của phương trưởng Phật Môn, lúc này mới bị bức ép dần dần ra đi, cuối cùng trở thành bộ dáng nước cao vọng trọng này, ngô không hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Khủ khủ, có chút lạc đề, A-di-đà Phật, oanh, cùng một kịch bản, cũng một khuôn mẫu, ngô không trực tiếp xé rách hư không, chỉ một thoáng ở phía trên toàn bộ lạc Thủy không gian còn chưa ổn định nước toát ra lần thứ hai, bất quá lần này không còn là cảnh tượng nhân gian thắng cảnh, mà là một mảnh ánh vàng vạn trược, Phật âm và tiếng tụng kinh liên tiếp truyền đến là bảo điện đại hùng ngô không ngồi ngay ngắn ở trên bảo điện đại hùng phóng lực lượng lên phía trên lạc thủy diễn hóa ra phật quốc và chúng sinh ý niệm tinh thần kinh khủng càn quét tới khiến cho người ta không tự chủ được mà bắt đầu sinh ra ý nghĩ kính sợ quy y bái phục ngay cả ánh mắt của trần khuynh địch cùng với nam thần võ cũng đều trở nên hoảng hốt trong chốc lát sau đó lộ ra vẻ kinh hãi con em mờ sao nó lại tới nữa ủa, tần võ dương vốn đang vô cùng tuyệt vọng lập tức giật mình một cái lại trở nên phấn chấn không sai, còn xa xa chưa có đến trình độ sơn cùng thủy tận. trời không diệt tần thị nhất tộc ta, không phải là còn có phật môn hay sao? ta cũng biết là thiên tôn thái bình của đạo môn có suy nghĩ không bình thường, cho dù hắn mặc kệ, phật môn cũng sẽ không có khả năng không để ý a. À. thế là tần võ dương lại lập tức giống to một tiếng, ở trong thanh âm vô cùng thê lương, phương trưởng ngô không, còn xin giúp đỡ tần thị ta một chút sức lực a. À? tần thị ta, ầm, không đợi tần võ dương nói xong vết nứt không gian ngô không vừa mới mở ra chính là chấn động mạnh một cái sau đó thế mà trực tiếp khép lại phật quốc rộng lớn chứa ngàn vạn chúng sinh vừa mới xuất hiện cũng biến mất không thấy tần võ dương thanh âm im bặt mà dừng tần võ dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hư không đột nhiên khôi phục lại như bình thường trong lòng trở nên hỗn loạn chuyện gì đang xảy ra tại sao lại đột nhiên không nhìn thấy cái gì nữa phương trượng ngô không đâu cái quái gì thế thậm chí ngay cả trần khuynh địch ở phía đối diện cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái vị phương trượng phật môn này đang chơi cái trò gì vậy có vẻ giống như là đầu voi đuôi chuột vậy so với thiên tôn thái bình còn không bằng mà ở một chỗ khác ngô không thì dùng khóe mắt run rẩy mà nhìn bóng người ở trước mặt cũng là bởi vì người này đột nhiên xuất hiện lúc này hắn mới trực tiếp cắt nứt lực lượng của mình mạnh mẽ đóng lại vết nứt không gian còn dọa cho hắn tay run một cái kém một chút nữa là không thu hồi về được có thể thấy được sự kinh khủng của người tới A Di Đà Phật, Tần Thị nhất tộc chết chưa hết tội. Ánh vàng ở trong đôi mắt của Ngô không càng thêm chói mắt, nhìn chằm chạp bóng người ở trước mắt, phảng phất như muốn xem thấu đối phương vậy. Nhưng đối phương lại lộ ra bộ dáng thờ ơ, không hiển lộ một tia khí thức nào, chỉ lại yên lặng đứng ở nơi đó, liền ngăn cản tất cả các động tác của Ngô không. Bất quá nếu như vị này đã xuất hiện, Ngô không cũng không còn hứng thú gì đối với lạc vị ở bên kia. Tần Thị, đó là đồ chơi gì nhỉ? Hít vào một hơi thật sâu. Ngô không tập trung lực chú ý vào trên người của bóng người trước mắt, gần từng chữ mở miệng nói, Thánh Thượng Đại Giá Quang Lâm, không có tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Thánh Thượng Đại Càn gật đầu một cái, nói, vậy thì chấm sẽ uống một ly trà rồi đi, đúng rồi, chấm muốn uống trà ngâm lá bồ đề, nhớ kỹ là loại lá bồ đề mới hái, đắt tiền nhất kia. Ngô không, thấy loại thái độ quỷ dị này của Thánh Thượng Đại Càn, ngô không vừa trột dạ lại vừa có một chút hoài nghi, trước kia vào thời điểm Thánh Thượng Đại Càn xuất hiện lần nào không phải là khí thế rộng rãi khí tức bao dung thiên hạ phảng phất như có thể trấn áp thần châu bát hoang không thể địch nổi kết quả vào lần này xuất hiện lại giống như phản phát quy chân vậy đây là do có chỗ tiến bộ hay là đã không còn lực lượng ngô không lóe lên các ý tưởng tiến hành suy đoán nhưng lại không có chứng cứ muốn xuất thủ thăm dò nhưng mà gặp quỷ chỉ có một mình luôn cảm thấy có chút hoảng hốt a à. nhưng mà đúng vào lúc này con lừa chọc chính là con lừa chọc nhìn trước nhìn sau mãi thì có thể làm được cái gì trước tiên chém tới một đao rồi lại nói. Hư không nứt ra, một cỗ ma mà khí màu đen sôi trào mãnh liệt như hồng thủy vỡ đề bộc phát ra từ trong hư không, ma ý hung lệ đến cực điểm cuồn cuộn ở bên trong bảo điện đại hùng, trực tiếp kích hoạt lên rất nhiều tượng Phật ở bốn phía, trong lúc nhất thời toàn bộ bảo điện đại hùng đều xuất hiện dị tượng, làm cho người ta hoa mắt. Xẹt, ma khí tụ thành đao, hóa thành một vệt đao quang màu đỏ thấm, bổ vào đỉnh đầu của thánh thượng đại can. Mà một đao này phảng phất như là kèn lệnh khai chiến vậy, ở bên trong bảo điện đại hùng, từng đạo từng đạo vết nứt không gian mở ra ầm ầm, trước trước sau sau lại có ba đạo thanh âm từ truyền ra bên trong không gian, mang theo khí thế kích toái mệnh tinh thông thiên. Ha ha ha, càn võ, không ngờ người cũng có ngày hôm nay. Chết, giết, chương 741, chuyện thương tâm. Có lẽ là tất cả mọi người đều đang chờ đợi một cái thời cơ như vậy. Chờ đợi có một người dẫn đầu, chờ đợi có một người xuất thủ, tất cả mọi người đều bị thánh thượng đại càn chấn áp trong 300 năm, cho dù bọn hắn là trí cường giả, là kích toái mệnh tinh trong truyền thuyết, bọn hắn cũng bị đánh cho sợ, dù cho biết là có vấn đề, bọn hắn cũng không dám xuất thủ, bởi vì bọn hắn sợ hãi. Nhưng ở trên cái thế giới này, luôn luôn có kẻ không có đầu óc, mà rất rõ ràng, giáo chủ minh giáo được coi như là một kẻ không có đầu óc, đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hắn thật sự không có đầu óc. Trên thực tế ở bên trong rất nhiều trí cường giả tại đây, chỉ sợ chỉ có giáo chủ minh giáo là có kiêng kỵ nhỏ nhất đối với đại càn, về phần nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Đã đến lúc ma đạo hồi sinh, cái gì là ma, kỳ thật ở trong mắt của rất nhiều người, ma đạo chính là hiếu sát, khát máu, dùng máu thịt làm tế phẩm, làm ra đủ loại đồ chơi quỷ dị tả ác, nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế là cũng không sai, kết luận lại mà nói chính là như thế, ma đạo nhất mạch tuyệt đại đa số đều là như thế, nhưng đó cũng không phải là dự tính ban đầu của ma đạo, trên thực tế là ma đạo vào lúc ban đầu, cũng chỉ là một loại phương thức diễn sinh võ đạo mà thôi chỉ bất quá là tu ma đạo tốc độ tiến bộ vào giai đoạn đầu sẽ càng nhanh hơn so với người khác mà cái ưu thế này chính là được xây dựng ở bên trên những món đồ chơi quỷ dị tà ác kia như vậy vấn đề đã đến ma đạo ghét nhất cái gì chính là một cái thế giới thống nhất ổn định hài hòa giống như là đại càn trước mắt này vậy bình định thiên hạ cho dù là bốn đại biên hoang không ngừng chiến loạt ở đại địa trung nguyên lại vẫn an ổn như cũ đại càn trấn áp bốn phương căn bản không có chỗ trống cho ma đạo hoạt động, đột sát một cái thôn chính là tội lớn chu di cửu tộc, giết người liền sẽ bị nhốt vào trong nha môn tiến hành lao động cải tạo. Đương nhiên đây cũng chỉ là nhằm vào phàm nhân, đối với võ giả mà nói là cũng không có nhiều hạn chế như vậy, nhưng vấn đề là võ giả ở bên trong vòng tròn ma đạo lại không cảm thấy hài lòng, trung nguyên ổn định, thiên hạ hòa bình, những thế lực chính đạo kia ngoại trừ nhàn rỗi thì chính là nhàn rỗi, cả ngày chỉ nghĩ đến việc trừ ma vệ đạo, làm sao sẽ cho ma đạo cơ hội thừa nước đục thả câu không nhìn thấy đám lừa chọc Phật môn kia cứ cách một đoạn thời gian lại xuống núi để hàng ma hay sao? Ngay cả đạo binh cực phẩm của người ta cũng đều được gọi là như lai hàng ma sử. Ai mà chịu nổi chuyện này chứ? Cho nên đối với ma đạo, thậm chí là đối với Minh giáo mà nói, một cái Trung nguyên thống nhất tuyệt đối không phải là hy vọng của bọn hắn. Không bằng nói là thế đạo quần hùng nổi dậy, hỗn loạn không chịu nổi, tất cả mọi người đánh đánh giết giết mới là thiên đường của bọn hắn, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà minh giáo trong những năm này làm người rất khiêm tốn. Cũng chính vì như thế, giáo chủ minh giáo mới là người đầu tiên xuất thủ. Việc có quan hệ đến đại thế ma đạo, hắn không thể không ra tay, đương nhiên có một điểm càng quan trọng hơn là minh giáo không có sơn môn cố định, sẽ không dễ dàng bị triều đình vây quét, đã qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một lần, bị kẻ lỗ mãng Ninh Thiên Cơ kia đánh tới cửa, nói thật đừng nhìn thấy chuyện này dữ dội như vậy, trên thực tế đó chỉ là một lần trùng hợp bản thân của tổng đàn minh giáo chính là trôi lơ lửng ở trong hư không không có chỗ ở cố định mà năm đó ninh thiên cơ ở trung nguyên mang kiếm theo chính là giết một trận lung tung vừa vặn khi đó tổng đàn minh giáo nhô ra từ bên trong hư không bị ninh thiên cơ đâm đầu tiến vào giết cho máu chảy thành sông hơn nữa trong khi chém giết hắn còn đột phá kích toái mệnh tinh ngay cả giáo chủ minh giáo xuất thủ cũng đều không thể ngăn lại bản thân minh giáo còn cảm thấy ủy khuất vì chuyện năm đó đó là chuyện thương tâm không nên đề cập nữa Nói tóm lại, đã qua nhiều năm như vậy, giáo chủ minh giáo rốt cục cũng không thể ngồi yên, ỉ vào chuyện hang ổ nhà mình không dễ tìm cho lắm, hắn đã lựa chọn làm người dẫn đầu kia. Một mặt khác cũng là không nhìn nổi lão lừa chọc đã bị thánh thượng đại càn đánh cho lưu lại bóng ma tâm lý, sống chết cũng không chịu động thủ, luống ca luống cuốn này. Mà lần động thủ này của giáo chủ minh giáo đã làm oanh động toàn bộ trung nguyên, thậm chí là làm oanh động toàn bộ thiên hạ. Người hưởng ứng đầu tiên đúng là thiên khả hãn Bắc Nhung, vị đại lão này có thể nói là đối đầu với đại càn cả một đời, sự tình thích làm nhất bình thường chính là ở dưới ánh mắt khổ sở của đại thần tài chính nhà mình, vung tay lớn tiếng nói, người đâu, điều động mấy cái bộ lạc, chúng ta đi dạo vài vòng ở phía dưới bất phá thiên quan. Cho nên hắn làm sao sẽ không nhúng tay vào loại chuyện tốt này. Ha ha ha, càn võ, người cũng có hôm nay sao? Kèm theo tiếng cười vui sướng của thiên khả hán, một chuôi cự phủ màu đen trực tiếp đánh ra từ bên trong hư không, giống như ma đao của giáo chủ minh giáo chính là bổ vào đỉnh đầu của thánh thượng đại can đầu. Mà theo sát phía sau, là người tiên cung, không có thêm lời thừa thái, chính là một chữ chết, ở bên trong hư không phá toái, một đôi bàn tay trắng trẻo chậm rãi nhô ra, bấm tay bắt ấn, nhẹ nhàng vỗ về phía thánh thượng đại can. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh, một trường này, vỗ ra một cái tiên cảnh trường sinh bất tử ở trên trời. Trong đó có thần nữ nhảy múa huyền chuyển, tiên nhân thăm bạn bốn phía, thiên đế nắm giữ tam giới, bất hủ bất diệt, tự nhiên tự tại, khiến cho người ta không tự chủ được mà trầm mê ở trong đó, không nhịn được mà muốn bạch nhật phi thăng, hóa thành một thành viên ở trong đó. Mà người xuất thủ cuối cùng, cũng giống như là cường giả tiên cung xuất thủ vậy, người này rất ít nói, cũng chỉ hô một chữ giết, từ trong vết nứt không gian mà hắn mở ra tràn ra cũng là ma khí tương tự như giáo chủ Minh giáo, nhưng lại hoàn toàn khác biệt lộ ra một cỗ ý vị tử vong nồng đậm, không phù hợp với thiên địa bốn phía. Phảng phất như là bị phiến thiên địa này bài xích vậy. Mà một đòn hắn đánh ra cũng là hóa thành một cái lợi chảo che trời, đánh về phía thánh thượng đại can. Có hết thảy bốn vị võ giả kích toái mệnh tinh ra tay. Nếu không phải nơi đây là bảo điện đại hùng, là tu di sơn, lúc này chỉ sợ toàn bộ thiên địa cũng đều sẽ rung chuyển, dị tượng to lớn sẽ kinh động tất cả mọi người trong nháy mắt. Tinh vân thuộc về bốn vị cường giả kích toái mệnh tinh sẽ hiển hóa đầy trời, nhưng bây giờ lại không có ai phát giác ra được sóng sức mạnh ở nơi này. Hoặc có lẽ là đã có người tận lực che giấu nó. Chương 742, Ngô xuẩn mất khôn. A Di Đà Phật, Ngô không thấp giọng tụng một tiếng Phật hiệu, cũng không có xuất thủ, nhưng bảo điện đại hùng lại có thể tự chủ khôi phục, trực tiếp ngăn cách thiên địa, không để cho khí tức ở nơi này toát ra ngoài, lại cố ý thả cho lực lượng của bốn vị trí cường giả tiến đến, thậm chí là ngay cả bản thân hắn cũng đều nhìn chằm chằm vào thánh thượng đại càn, toàn thân khí tức trở nên hết sức căng thẳng. Chỉ cần thánh thượng đại càn có một chút vấn đề, hắn cũng sẽ không có một chút do dự mà xuất thủ. Trong cái chấp nhoáng này, thời gian phảng phất như cũng đều dừng lại. Ở dưới sự vây công của bốn vị trí cường giả kích toái mệnh tinh, thiên khả hãn bắc nhung, cung chủ tiên cung, cường giả bí ẩn, giáo chủ minh giáo, thánh thượng đại càn cứ đứng mỉm cười như vậy tại chỗ, hoàn toàn không có ý tứ né tránh, nhưng theo công kích của bốn người càng ngày càng gần, sắc mặt của hắn cũng dần dần bắt đầu biến hóa ngu xuẩn mất khôn, thánh thượng đại càn nhíu mày nói, làm càn, ầm ầm, thánh thượng đại càn vẫn đứng bất động tại chỗ như cũ, nhưng vào ngay một khắc này, toàn bộ đại địa trung nguyên chấn động một cái rất nhỏ, từ bất phá thiên quan, đến chín thành nam cương, từ bắc đến nam, gió nổi mây phun, phảng phất như là thần long vừa mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ mê. Mà gần như đồng thời, vô tận long khí vàng óng xuyên qua hư không, giống như từng từng dòng sông chui vào trong cơ thể của thánh thượng đại càn, trùng trùng điệp điệp, huy hoàng sáng tỏ, phảng phất như lực lượng không thể dung chuyển nhất trong thiên địa, trực tiếp phá vỡ đòn vây công của bốn trí cường giả, xông vào vận mệnh tinh không. Rất tốt, đại loạn đã sắp nổi, trung quy là vẫn không thể đè ép được. Thanh âm của thánh thượng đại càn vang vọng trong hư không, mà theo thanh âm của hắn, long khí vàng óng khuấy động ở trong vận mệnh tinh không, tinh không mờ tối vào thời khắc này phảng phất như được thắp sáng bởi một ngọn đuốc, một đạo hư ảnh rồng nở rộ hào quang ở giữa tinh vân, càn quét quần tinh, quang mang tản ra cơ hồ bao phủ hơn phân nửa tinh không một đám hề thích nhảy nhót, đã như vậy, chấm liền dứt khoát chân áp toàn bộ các ngươi. Tại lạc thủy tần thị, tần võ dương có cảm giác bản thân sẽ không tin vào tình yêu nữa. Khốn kiếp, quả nhiên, kẻ yếu là không có quyền con người, đem sự hương suy của gia tộc ký thác vào trên người của đạo môn và Phật môn chính là một loại sai lầm. Tần võ dương hít vào một hơi thật sâu, cấp tốc đè nén sự bực bội cùng với phẫn nộ ở trong lòng. Lần thứ hai liếc nhìn nam thần võ còn có Trần Khuynh Địch đã bắt lấy tàng kinh điện và tàng bảo điện không buông tay, lại hướng mắt nhìn về phía giáo chủ bái hỏa ma giáo đánh đánh tới. Trợn hai mắt lên, tần võ dương bỗng nhiên nhìn về phía trưởng lão tần tộc ở bên cạnh mình, đối phương là lão nhân nhìn hắn lớn lên từ bé, vào thời điểm bản thân hắn còn chưa quật khởi, đối phương là trụ cột của gia tộc. Mà vào sau khi bản thân hắn quật khởi, đối phương vẫn ẩn cư ở phía sau màn, yên lặng phụ trợ bản thân hắn. Oanh, trong cái chấp nhóm này, tần võ dương thôi động lạc thủy, trộn lẫn toàn bộ đệ tử tần thị nhất tộc mà hắn giải cứu, sau đó trực tiếp vỗ ra một trường, hung hăng rơi vào trên người của trưởng lão tần tộc, chỉ trong một cái nháy mắt, vị trưởng lão tần tộc một mực tận tâm tận lực phụ tá bản thân hắn này liền bị hắn đánh một trường xuyên qua ngực. Trong cái chấp nhóm này, trưởng lão tần tộc căn bản là không thể nào kịp phản ứng, chỉ có thể chừng lớn hai mắt, không thể tin mà nhìn tần võ dương. Tần võ dương lộ ra sắc mặt lãnh khốc, đổi thành lúc bình thường hắn sẽ không tiến hành giải thích, giống như là cách đối đãi của hắn với tần kiền hoàng vậy, nhưng mà lúc này hắn lại không tự chủ được mà nói, gia tộc cần ta. Ta không thể hy sinh, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Vừa nói, Tần Võ Dương vừa trực tiếp khuấy động khí huyết của trưởng lão Tần Tộc, dùng huyết mạch đích hệ của Tần Thị để cúng tế Lạc Vị, tăng cường thêm một bước uy năng cho Lạc Vị đã bắt đầu dần dần mất khống chế, không còn đè ép được này, muốn làm đến một bước này, nhất định phải là có máu thịt của dòng chính Tần Thị. Hoặc là hắn, hoặc là trưởng lão, mà lựa chọn như thế nào thì Tần Võ Dương căn bản là không hề do dự. Mà dường như là phát giác ra được tình huống, sắc mặt của trưởng lão Tần tộc dần dần biến hóa, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ở bên trong ánh mắt lộ ra sự lý giải mang theo một chút không cam lòng. Một đạo đại đạo huyền quang bảy vạn dặm đột nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo hào quang chui vào trong cơ thể của Tần Võ Dương, sau đó cả người của trưởng lão Tần tộc nổ tung ầm ầm, triệt để dung nhập máu thịt vào bên trong Lạc Thủy, Lạc Thủy được cúng tế ở trong nháy mắt này cũng là nở rộ hào quang xé rách hư không. Nhìn thấy một màn này, tần võ dương mặt không đổi sắc, quay người nhìn về phía ba người trần khuynh địch cùng với nam thần võ, còn có giáo chủ bái hỏa ma giáo, nói lần này là các ngươi thắng. Rất tốt, trần khuynh địch, nam thần võ, các ngươi cho rằng sự tình sẽ kết thúc như vậy hay sao, phương trượng ngô không bị người nào đó ngăn lại, không có cách nào giáng lâm, người kia tất nhiên là thánh thượng đại can. Tần võ dương khôi phục tỉnh táo lại một lần nữa rất nhanh liền làm rõ manh mối mà thánh thượng đại càn xuất thủ vì các ngươi kết thù với phương trượng ngô không tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều trí cường giả trung nguyên chú ý tình huống này là hết sức căng thẳng các ngươi thật sự cho rằng thánh thượng đại càn sẽ chịu đựng được hay sao ở dưới cái gầm trời này cũng không chỉ có năm vị trí cường giả các ngươi chính là thủ phạm hại chết thánh thượng đại càn ha ha nói nhảm trần khuynh địch cùng với nam thần võ không hề bị lay động một chút nào một người tin tưởng vững chắc là đồng hương nhà mình sẽ không vô dụng như vậy một người khác chính là có 100% lòng tin đối với Thánh Thượng Đại Càn, cho nên hai người vẫn xuất thủ hết sức lăng lệ. Trần Khuynh Địch bắt lấy tàng bảo điện, Nam Thần Võ bắt lấy tàng kinh điện, chính là không buông tay. Thấy không thể dùng ngôn ngữ để giao động hai người, Tần Võ Dương lại nhìn về phía giáo chủ bái hỏa ma giáo còn đang không ngừng công kích lạc thủy, khóe mắt hơi co lại. Thiều Hoa, bái hỏa ma giáo các ngươi thân làm thế lực Tây Vực, vốn nên thuộc về giới tông phái, nhưng lại dấn thân vào triều đình giống như thuần dương cung, ngày sau chờ đến khi thánh thượng đại càn bại vong bái hỏa ma giáo các ngươi tất nhiên cũng sẽ bị rất nhiều thế lực thanh toán giã vọng tiến vào chiếm giữ trung nguyên của bái hỏa ma giáo sợ rằng sẽ biến thành công dã tràng giáo chủ bái hỏa ma giáo ngay cả đáp lời cũng đều chẳng muốn đáp lại công kích dưới tay càng thêm kịch liệt quyền quang trắng đen diễn hóa ra âm dương thái cực đồ không ngừng bào mòn lực lượng lạc thủy chương 743, trung ương thế giới ấn Bất quá Tần Võ Dương cũng không cho rằng những lời nói này liền có thể khiến cho những người vây công Tần Thị này sinh ra lòng kiêng kỵ sau đó rút lui, phàm là đến cái cảnh giới này, mà kể có tâm tính như thế nào, cũng đều có ý chí cực kỳ kiên định, sẽ không có khả năng cải biến bởi vì một chút lời nói, thế nhưng hắn cũng không quá để ý. Không cần phải cải biến, chỉ cần có thể gieo vào trong lòng của bọn họ một quả hạt giống, đợi sau này chậm rãi nảy mầm là được. Sau này còn có có rất nhiều thời gian, Tần Thị ta sẽ không chết không thôi cùng với các ngươi các ngươi, cuối cùng sẽ phải hối hận, oanh, lạc thủy cuốn ngược, tần võ dương không còn xoắn suýt, trực tiếp biến thành thần lần tự đứt đuôi cầu sinh, từ bỏ tàng bảo điện cùng với tàng kinh điện, ngược lại còn rút lên hai tòa kiến trúc khác, ở bên trong hai tòa kiến trúc này cũng cất giữ chân bảo cùng với thư tịch của tần thị, chỉ là không bằng tàng bảo điện cùng với tàng kinh điện, thuộc về dạng tàng bảo khố dự phòng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, không mang theo được tàng bảo khố chân chính, tự nhiên là chỉ có thể mang theo tàng bảo khố dự phòng để giảm thiểu tổn thất lên, lần này tần võ dương xuất thủ cực nhanh, lại có sự hiến tế của trưởng lão tần tộc trước đó, uy năng của lạc thủy tăng thêm một bước trong một khoảng thời gian ngắn, đám người trần khuynh địch căn bản là không kịp ngăn trở, sau đó liền bị tần võ dương thu hồi thành công, đưa tất cả vào bên trong lạc thủy, xé rách hư không, mang theo tần võ dương trực tiếp xông vào. Ách, thấy tần võ dương đột nhiên lấy thế xét đánh không kịp bưng tai mang theo một số nhỏ tinh anh tần tộc tiến hành chạy trốn, trần khuynh địch cùng với nam thần võ đầu tiên là sướng sờ, bất quá gần như đồng thời, hai người chính là biến sắc. Của ta, của ta, nam thần võ cầm tàng kinh điện trực tiếp chộp tới tàng bảo điện, mà Trần Khuynh Địch cầm tàng bảo điện thì là chộp tới tàng kinh điện. Cái đệch, bàn tay của hai người đụng vào nhau ở giữa không chung, đồng thời thối lui, ở trong ánh mắt hai người nhìn lẫn nhau càng là tràn đầy thần sắc kinh ngạc và bội phục. Phản ứng rất nhanh nhỉ, nói nhảm, vào thời điểm lão tử tịch biên ra sản năm đó, cha người còn chưa có ra đời đâu. Sau khi hơn thua hai câu, Trần Khuynh Địch cùng với Nam Thần Võ liền đồng thời thu tay lại, Nam Thần Võ trực tiếp phung tay lên, hạ lệnh cho Phi Hùng Quân ở phía dưới, không tiếp tục đồ sát để tử Tần Thị bị Tần Võ Dương từ bỏ nữa, mà là bắt lấy toàn bộ bọn hắn, phế bỏ võ công, xếp thành một hàng. Đại nhân, võ sĩ mặc giáp đi theo Nam Thần Võ trước đó có một chút hiếu kỳ mà tiến lên nói, mệnh lệnh của Thánh Thượng không phải là chó gà không tha hay sao? Sao lại không tiếp tục? Không đợi Nam Thần Võ trả lời, trần khuynh địch ở bên cạnh liền mở miệng nói ngớ ngẩn như thế còn không hiểu một nhóm lao động miễn phí lớn như thế làm sao có thể tùy tiện giết sau này đưa đến mỏ đá để khai thác quặng tiến hành cải tạo lao động mới là cách làm hợp lý nhất dựa vào cái gì nam thần võ dùng một bàn tay đập vào trên mũ giáp của võ sĩ mặc giáp tức giận nói ra nhìn người ta đi đều có mộ tính hơn so với ngươi thánh thượng nói chó gà không tha là lời tức giận nếu như ngươi thật sự muốn chó gà không tha thánh thượng ngược lại sẽ không vui. Nếu không phải ngươi là nhi tử của gì lớn, ta đã sớm đưa ngươi đến Bắc Nhung làm quân cảm tử. Võ sĩ mặc giáp, trong khoảng thời gian này sống cũng không quá tốt, ở bên trong hư không, có một tòa cung điện tráng lệ giống như một dạng san hô trong sóng biển, mặc cho biển hư không cọ rửa như thế nào, vẫn tản ra ánh vàng vạn trượng như cũ, Phật quang hóa thành từng đạo từng đạo thân ảnh Phật đà, chắp tay ở trước ngực, ung dung đàn hát, rõ ràng là bảo điện đại hùng. Vậy mà vào lúc này, ở ngay phía trên bảo điện đại hùng tản ra Phật quang vạn trược, lại có một bóng người khoác long bào vàng óng đang đứng vững vàng. Thánh thượng đại càn đứng ngạo nghễ ở trên đỉnh bảo điện đại hùng, long bào bay phần phật, chắp hai tay ở sau lưng, nhưng khí thức của hắn vào thời khắc này lại to lớn đến cực hạt, vô tận long khí từ tổ long trung nguyên được hắn dẫn dắt tới, từ trên đỉnh đầu của hắn vọt lên tận trời, phản chiếu ra một mảnh tinh vân thần long trong hư không. Đây là mệnh vận tinh vân, sau khi kích toái mệnh tinh, nguyên thần sẽ ký thác ở trong vận mệnh tinh không, Dung hợp với mảnh vỡ mệnh tinh đã bị phá vỡ, sẽ hóa thành một mảnh tinh vân rộng lớn, mỗi một phiến tinh vân đều có ấn ký đặc thù, cũng là chứng minh thân phận của trí cường giả kích toái mệnh tinh, mà ở bên trong các trí cường giả trên thế gian hiện nay, chỉ có Thánh Thượng Đại Càn là không giống như bình thường. Tinh vân của hắn là một đầu thần long, tinh vân bình thường là không có quy luật, chính là một mảnh phân tán, nhưng Thánh Thượng Đại Càn lại khác biệt, hắn lấy tổ long trung nguyên làm khuôn mẫu, lấy vô tận long khí làm nền tảng quả thực là đã kết hợp mệnh vận tinh vân của bản thân thành một thể với long khí hoàng triều, hóa thành một mảnh tinh vân thần long này, tản ra quang mang bao phủ hơn phân nửa tinh không. Ha ha ha, muốn thăm dò thân thủ của trẫm, phóng ngựa tới đây, thân hình của Thánh Thượng Đại Càn Bất Động, Cự Long ở tinh không trên đỉnh đầu lại bỗng nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, sóng âm phát ra mặc dù vô hình, nhưng lại khiến cho một mảng lớn ngôi sao chấn động, tùy ý càn quét ở trong vận mệnh tinh không. Âm ầm, Cự Long vặn vẹo cơ thể đuôi rồng quét ngang thiên hạ hung hăng va chạm với một búa mà thiên khả hãn bắc nhung bổ ra mà hai cái chảo rồng thì là một trái một phải một cái đụng vào đao quang của giáo chủ minh giáo một cái khác thì là dây dưa cùng với lợi chảo che trời của cường giả bí ẩn còn đầu rồng thì ngẩng lên trời va và vào bên trong tiên quốc trên trời của cung chủ tiên cung đụng cho tiên quốc vỡ nát còn chờ cái gì bắc thiên khả hãn quát to một tiếng ngô không xuất thủ đi ở phía trên bảo điện đại hùng thần sắc của ngô không biến hóa cuối cùng vẫn là thở dài, chậm rãi đưa tay. Mà sau khi khẽ vươn tay, cảnh tượng trong toàn bộ hư không liền biến đổi, bảo điện đại hùng vẫn rộng lớn hoa lệ như cũ, khí thế của thánh thượng đại càn vẫn hùng vĩ như cũ, bốn đại trí cường giả vẫn còn đang tiến hành vây công thánh thượng đại càn, nhưng vào giờ khắc này, thiên địa phảng phất như dựng lên năm cây cột chống trời, thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt thay phiên, mọi thứ đều thay đổi. Ở bên ngoài bảo điện đại hùng, bốn đại trí cường giả và thánh thượng đại càn đều nhìn thấy được một khuôn mặt lộ ra biểu tình khổ sở, là mặt của ngô không. Năm cây cột trống trời chính là năm ngón tay, trong cái chấp nhoáng này, tất cả mọi người đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Như lai thần trưởng thức thứ 10, trung ương thế giới ấn, chương 744, giai thoại khoáng thế, bí pháp trưởng trung Phật quốc chính là thoát thai từ trung ương thế giới ấn, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng chính là ở trong một cái chớp mắt này, năm ngón tay của ngô không uốn lượt, Giống như là năm cây cột chống đỡ thiên địa lần lượt sụp đổ, mang theo uy thế thiên phạt đánh về phía Thánh Thượng Đại Càn, giống như là muốn bóp nát một con côn trùng ở trong tay. Ở trong ba mạch đạo, Phật, Ma, hai mạch đạo, Phật là hưng thịnh nhất, có nội tình thâm hậu nhất, bây giờ Ngô Không vừa ra tay chính là sát chiêu, thanh thế tự nhiên còn muốn vượt qua bốn vị trí cường giả khác. Nhưng mà, lớn mật, từng tiếng khiển trách vang lên trong hư không, Thánh Thượng Đại Càn hơi nhíu lông mày, lộ ra sắc mặt giận dữ. Ầm ầm mà cho đến giờ phút này, Thánh Thượng Đại Càn mới rốt cuộc chuyển động, tay phải nhô ra, nhẹ nhàng bóp về phía cự long trong tinh không trên đỉnh đầu, trong phút chốc vô tận tinh quang cùng với long khí hội tụ ở trên tay của hắn, đầu cự long vắt ngang qua vận mệnh tinh không kia vào thời khắc này bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó, thì là một chuôi trường kiếm bị Thánh Thượng Đại Càn nắm ở trong tay. Thân kiếm phân thành hai mặt, ở mặt trước viết nhân đạo giáo hóa, có cảnh tượng cửu châu Sơn Hà, tiên dân thượng cổ khai khẩn làm nông, vì nhân tộc đánh ra một mảnh gương thổ minh mông từ đại hoang, xua đuổi thắt lỗ, huyết chiến với yêu tộc. Mặt sau miêu tả nhật nguyệt tinh thần, có khí tượng tinh không vô ngần, nhật nguyệt treo trên trời cao, nhưng vào sau khi được nhân đạo giáo hóa, nó đã bị cửu châu Sơn Hà trấn áp, có hàm ý là trời cao không tính là cao, lòng người còn cao hơn trời. Đây là thiên tử kiếm, thiên tử kiếm của đại càn, hoàng triều đại càn lập quốc ngàn năm, không có đủ nội tình, mặc dù vào lúc khai quốc đã quét ngang thiên hạ, tụ tập tài nguyên trong thiên hạ nhưng lại không thể chế tạo ra dù chỉ là một chuôi đạo binh thượng phẩm cho nên thủy tổ đại càn có suy nghĩ khác người đã lấy tổ long trung nguyên làm chuôi khí vận hoàng triều làm mũi lúc này mới tạo ra được một chuôi thiên tử kiếm như vậy nếu đại càn không ngã chuôi thiên tử kiếm này sẽ chính là đạo binh đệ nhất thiên hạ cho dù là đạo binh cực phẩm cũng đều kém hơn mà ở trong nháy mắt thiên tử kiếm xuất hiện giáo chủ minh giáo thiên khả hãn bắc nhung cung chủ tiên cung ngô không cường giả bí ẩn năm người cũng gần như đồng thời bộc phát ra khí thức càng hơn một bậc so với trước đó. Giáo chủ minh giáo không nói một tiếng nào, hội tụ vô tận ma khí, mây đen cuồn cuộn sông vào hư không, vô số mặt người hiện lên ở trong mây đen, lộ ra mặt mũi dữ tợn, không ngừng gầm thét, khuếch tán ra sóng âm vô hình, đúng là đã làm dung chuyển nguyên thần của Thánh Thượng Đại Càn, sau đó rất nhiều oán hồn và ác quỷ hội tụ thành một thể, hóa thành một chuôi tà đao màu đỏ thẫm. Chảm, tà đao vô hình vô chất, hư ảo không thể nắm lấy, trực tiếp bổ về phía nguyên thần của thánh thượng đại can. Tiếp một phủ của ta, bắc thiên khả hãn vẫy tay, vẫn là cách hư không, nhưng khí thế vẫn vô cùng bá liệt, vậy mà có một chút tương tự cùng với long khí trung nguyên, đây là do khí vận bắc nhung biến thành, tên là trường sinh thiên, là thiên thần trí cao mà vô số con dân bắc nhung cùng nhau thờ phụng bây giờ được bác thiên khả hãn thôi động, hóa thành một cây búa to trẻ dọc mà xuống. Cung chủ tiên cung cũng không nói một tiếng nào, nhưng hai tay lại không chậm một chút nào, bàn tay trắng trẻo khép lại ở trên không trung, duỗi ngón trỏ ra, trước sau chỉ vẽ một nét, thế mà thả ra một chữ tiên như ngọn lửa cháy hừng hực, bộc phát ra quang mang vạn trượng, đè ép về phía thánh thượng đại càn. Tiên nhân cao cao tại thượng, trường sinh bất hủ, ở phía dưới tiên nhân đều là phàm tục, tiên quang rơi xuống, muốn đánh rất cảnh giới của thánh thượng đại càn, biến hắn từ trí cường giả cao cao tại thượng thành phàm nhân vô lực. Ha ha, tiếp theo đó là cường giả bí ẩn, vô tận tử khí gào thét mà ra, vậy mà hóa thành một cán bút lông tiêm nhiễm mực đậm màu đen, mực nước văng khắp nơi, mũi nhọn giống như lợi kiếm sắc bén nhất, điểm về phía thánh thượng đại càn, những nơi bút lông đi qua, yên lặng như tờ, lộ ra một cỗ ý cảnh khủng bố thiên địa vạn vật cũng đều diệt phong. A Di Đà Phật, xuất thủ cuối cùng thì là như lai hàng ma sử treo ở trên bầu trời. Đây là đạo binh cực phẩm thuộc về Phật môn, xem như là chính phẩm được ngô không thôi động, có thanh thế cao hơn không biết bao nhiêu lần so với đàm hoa thôi động hàng nhái, quả thực là phảng phất như phật tổ tự mình xuất thủ ngày xưa tản ra vô tận phật quang hết sức bá đạo muốn coi thánh thượng đại càn như hạng người tà ma tiến hành trấn áp triệt đề năm vị trí cường giả cùng xuất thủ cũng không phải là một đòn thăm dò vào lúc vừa mới bắt đầu mà là ra tay toàn lực chân chính hoặc là sử dụng thần binh hoặc là thi triển thần công hoặc là dùng ngoại vật gia trì nhưng bất kể như thế nào đây cũng đều là trí cường giả mà ở đại địa trung nguyên năm vị trí cường giả liên thủ đối phó với một người có thể gọi là giai thoại khoáng thế. Lần trước xuất hiện cảnh này, vẫn là ở niên đại thuần dương đạo tôn hoành không xuất thế. Mà lúc này, một màn truyền kỳ này lại tái hiện. Dám xuất thủ đối với chấm, không biết tự lượng sức mình, ầm ầm, thánh thượng đại càn không hề sợ hãi, giờ thiên tử kiếm lên cao khỏi đầu, vuông góc với cánh tay, sau đó nặng nề chém xuống. Kiếm khí tung hoành trăm vạn giảm, Trấn áp giang hồ ba trăm năm, vào giờ khắc này, khí tức của thánh thượng đại càn tăng vọt lần thứ hai, phảng phất như lại trở về 300 năm trước, trở thành thiên tử cao cao tại thượng, không thể địch nổi, phảng phất như thái dương trên trời giáng lâm đến phạm trần, trần áp cửu châu trung nguyên, tứ cực bát hoang. Vào giờ khắc này, thánh thượng đại càn chính là trời. Chính là trời của mảnh đại địa trung nguyên này, xẹt, kiếm khí khẽ quét mà qua, đi theo cùng chính là năm tiếng gầm thét giận dữ, sau đó phảng phất như mọi thứ đều không tồn tại vậy, bảo điện đại hùng tính cả ngô không thoát ly khỏi hư không trong nháy mắt, giáo chủ minh giáo, bắc kiên khả hán cung chủ tiên cung cường giả bí ẩn toàn bộ đều đi theo sát ở phía sau mà tà đao oan hồn chữ tiên cổ phù tử bút mực khí trường sinh thiên phủ toàn bộ đều tán loạn về phần thánh thượng đại càn thì là đứng ngạo nghễ ở trong hư không nhìn trái một cái nhìn phải một cái phốc sau đó sảng khoái phun ra một ngụm máu tươi nói thật cái gì mà trấn áp vĩnh viễn đó đương nhiên là đang hù dọa người a nói đùa thánh thượng đại càn vẫn rất là tự biết mình dựa vào thiên tử kiếm đại càn hắn đúng là có thực lực số một trong thiên hạ, là đệ nhất nhân không thể tranh cãi, nhưng lúc này hắn đã không thể dùng lực lượng tổ long trung nguyên trong thời gian quá dài, địch nhân lại quá nhiều, hơn nữa hắn còn không phải là trí tôn nhân gian chân chính. Làm sao có thể đánh thắng được nhiều trí cường giả như vậy? chương 745, Phát Tài nhưng mà có một câu nói rất hay, thua người không thua trận, bất kể như thế nào thì về khí thế cũng không thể thua, trước tiên cứ hù cho đối phương sợ, sau đó lại nói. Mà thực tế đã chứng minh câu nói này đúng là cực kỳ hợp lý, tối thiểu là một kiếm mà Thánh Thượng Đại Càn vừa mới chém ra vừa rồi, mặc kệ là ngô không, thiên khả hãn Bắc nhung, cung chủ tiên cung, cường giả bí ẩn, hay là giáo chủ minh giáo, toàn bộ đều vắt chân lên cổ mà chạy trốn, không có một ai dám ở lại ăn thua đủ với hắn. Lao máu tươi trên khóe miệng, Thánh Thượng Đại Càn đến cái cảnh giới này, máu của hắn cũng đã không phải là máu thuần túy, trong chất lỏng đỏ tươi chảy xuôi ánh sáng màu vàng lộng lẫy, đây là biểu hiện của long khí, đối với thánh thượng đại càn mà nói, long khí của hoàng triều đại càn cũng sớm đã không phân khác biệt cùng với hắn. Hừ, một đám thỏ đế, còn tưởng rằng các ngươi cường hãn lắm chứ. Còn không phải là đã bị lão tử đánh cho chạy chối chết. Vào thời điểm ở một mình, thánh thượng đại càn cũng lười nhác dùng chấm để tự xưng, cái tự xưng này mặc dù nghe rất đẹp trai, nhưng dùng lâu cũng thấy chán. Qua lần này, có lẽ là sẽ an ổn thêm một thời gian. Thở dài, thánh thượng đại càn vẫn có nhận thức đối với thế cục hôm nay hắn không phải là trí tôn nhân gian cũng không phải là thuần dương đạo tôn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ lúc trước dựa vào một mình hắn là không thể nào đối kháng cùng với tất cả các cường giả trong thiên hạ bất quá dù sao thì hắn vẫn nắm giữ tổ long trung nguyên ở trong tay mặc dù không có thực lực đánh thắng nhưng tiền vốn để đồng quy vô tận thì hắn vẫn phải có hơn nữa ở dưới tình huống đơn đả độc đấu hắn quả thật là đệ nhất thiên hạ hơn nữa bản thân của đại càn cũng có thực lực nhất định sự chấn nhiếp khi thánh thượng đại càn tiêu diệt hang ổ của vô sinh đạo lúc trước vẫn còn, lúc này mới duy trì sự an ổn trong trọn vẹn 300 năm, nhưng theo thời gian trôi qua, phần an ổn này cũng càng ngày càng khó có thể duy trì. Ma, quỷ, rắn, chuột, vân vân, tất cả đều xuất hiện, ở trong đó không chỉ có mỗi tông phái và thế gia. Thiên ngoại tà ma, thánh thượng đại càn thu hồi thiên tử kiếm, xoa cầm một cái, nhớ lại năm vị trí cường giả vừa mới vây công bản thân vừa rồi, thiên khả hãn bắc nhung một mực không ưa hắn, ngô không cùng với giáo chủ minh giáo xuất phát từ lập trường của bản thân mà ra tay với hắn mà còn dư lại dĩ nhiên chính là cung chủ tiên cung cùng với một cường giả bí ẩn khác bản thân tiên cung là rất thần bí thánh thượng đại càn cũng không hiểu nhiều đối với đám người tiên cung ngay cả hang ổ của bọn hắn ở nơi nào cũng đều không biết so với minh giáo cùng với đại chu còn muốn lén lút hơn nhưng nếu cái thế lực này cũng ra tay xuất thủ vậy thì tất nhiên là có định ý đối với đại càn nếu đã có định ý vậy thì cũng phải tìm cơ hội để thăm dò bọn hắn nhưng vấn đề lại nằm ở một chỗ khác, ở bên trong năm vị trí cường giả có một người duy nhất là không lộ rõ thân phận. Tử khí diệt tuyệt vạn vật, phần lớn mọi người đều là chưa nhìn thấy, nhưng lão tử còn có thể không biết hay sao. Thiên ngoại tà ma, tuyệt đối là thiên ngoại tà ma. Vào thời kỳ thượng cổ đã xuất hiện qua, ở niên đại của thuần dương đạo tôn cũng đã xuất hiện qua, hiện tại thế mà lại xuất hiện, gặp quỷ, nguyên lý xuất hiện của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Thánh thượng đại càn vừa lầm bầm lầu bầu, vừa đứng sừng sướng thật lâu ở trong hư không cuối cùng hắn mới bật cười lớn ha 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 sau trận chiến này tin rằng các thế lực trong thiên hạ cũng đều sẽ dung chuyển nhất là mấy người ngô không nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp chặt đứt long mạch để cho tổ long trung nguyên thoát ly khỏi sự khống chế của ta chỉ sợ là cũng chỉ có thể làm như thế bọn hắn mới lại dám ra tay với ta thừa dịp khoảng thời gian an ổn này còn có không ít sự tình cần phải làm mà ở trong lúc thánh thượng đại càn đại phát thần uy ở bên này Thế cục ở Lạc thủy cũng đã được định đoạt, Đô Thiên Tọa biến hóa hình thái một lần nữa, hóa thành Thái Dương Kim thuyền bay lơ lửng ở trên không trung, mà ở trên bong thuyền của Thái Dương Kim thuyền, Trần Khuynh Địch trực tiếp ném tàng bảo điện lên. Ầm, um, một tiếng nổ mạnh trầm muộn, cửa chính tàng bảo điện liền bị Trần Khuynh Địch dùng bạo lực phá hủy, ngay sau đó, ở trong cửa chính bị phá hủy lộ ra ba cái đầu nhỏ, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, ba người nhìn trái nhìn phải ở cửa chính, thẳng đến khi thấy được thân ảnh của Trần Khuynh Địch mới lộ ra nụ cười đại ca ca, ca ca, sư huynh, không đợi ba nữ đi tới, Trần Khuynh Địch liền chủ động đưa tay đặt ở trên môi, bày ra cử chỉ chớ có lên tiếng, suyệt. Sau đó hắn liền chuyển ánh mắt, liếc mắt nhìn doanh phượng tiên cũng ở trên thái dương kim thuyền, nhưng lại trầm mặc ít nói, ánh mắt hư ảo, lộ ra sự xa suốt trước đó chưa từng có, mà ba nữ cũng là bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thu liếm thần sắc hưng phấn, sau đó chạy về phía doanh phượng tiên theo ý tứ của Trần Khuynh Địch. Phù, nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch cũng thở ra một hơi nhẹ nhàng. Các nhân vật chính hẳn là sẽ có chủ đề chung A, còn mình thì thật sự là không quá thích hợp nói chuyện với doanh Phượng Tiên, dù sao thì mình vốn là có thể kịp phản ứng, có thể ngăn cản Tần Kiền Hoàng chết trận, nhưng mình lại không phát hiện ra kết quả biến một trận ước chiến thật tốt trở thành dạng này. Trần Khuynh Địch sở dĩ ra sức đối phó với Tần Võ Dương như vậy, cũng có một phần nguyên nhân của vấn đề trên, nếu không làm như vậy, hắn luôn cảm thấy bản thân có chỗ nào thiếu nợ doanh Phượng Tiên, Mặc dù hắn căn bản không nói ra được rốt cuộc là thiếu nợ nàng chỗ nào, đây cũng là lý do vì sao Trần Khuynh Địch cảm thấy lung túng. Bất giác lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Trần Khuynh Địch phục hồi tinh thần, vẫy vẫy tay đối với hai vị trưởng lão thuần dương cung có tu vi võ đạo tông sư ở bên cạnh, sau đó liền mang theo bọn họ nhanh chân đi vào bên trong tàng bảo điện. Tàng bảo điện của tần thị nhất tộc, địa phương cất giữ thiên tài địa bảo của thế gia đệ nhất thiên hạ, phải biết rằng đây cũng không phải là thuần dương cung, mà là tần thị nhất tộc được truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay chưa từng có sự đứt đoạn, chân tàng ở trong tàng bảo khố của tần thị, dù là đã trải qua rất nhiều tiêu hao, thì vẫn là một con số khổng lồ, vậy cụ thể sẽ có bao nhiêu đây? Sử dụng một phép ẩn dụ sinh động để mô tả nó, đó chính là đủ để cho hai vị trưởng lão thuần dương cung ở bên cạnh Trần Khuynh Địch trực tiếp nhào tới, sau đó bị số lượng chân bảo ở bên trong chôn vùi không ra được. Phát tài rồi, lần này thuần dương cung chúng ta sẽ nhất phi trùng thiên A. Đậu xanh rau má, nhiều bảo bối như vậy, trở về lại có thể khiến cho đệ tử bên trong tông môn tăng lên mấy phần thực lực, còn có phương diện đệ tử chân truyền, những tài nguyên này đủ để gia tăng tu vi cho các đệ tử chân truyền, thuần dương cung chúng ta cũng đã không còn thiếu tiền. Chương 746, hù dọa. Nhìn hai vị trưởng lão thuần dương cung khoa chương ôm nguyên một đám đủ loại chân bảo, hoàn toàn không để ý tới hình tượng bề ngoài của bản thân, hận không thể chôn bản thân ở bên trong, Trần Khuynh Địch không khỏi cười cười mà nói, được rồi, được rồi hai vị trưởng lão cứ yên tâm, những vật này từ hôm nay chính là của thuần dương cung chúng ta, hơn nữa sau này sẽ còn có nhiều hơn. Ách, khụ khụ, phát giác ra được hình tượng của bản thân có một chút không đúng, hai vị trưởng lão lập tức có một chút lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng đứng dậy từ bên trong bảo bối đầy đất, chỉnh sửa quần áo cùng với kiểu tóc một chút. Mà nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy thâm tâm trở nên nhẹ nhõm. Tại Tu Si Sơn Phật Môn, ầm ầm, hư không nứt ra, Bảo điện đại hùng xông ra từ bên trong hư không vô ngần, cuối cùng đập ầm ầm vào trên đỉnh núi Tu Di Sơn, trong phút chốc cả tòa Tu Di Sơn phảng phất như đều đang hơi hơi rung động. Vô tận Phật quang bộc phát ra từ trên xuống dưới Tu Di Sơn, mang theo từng đạo từng đạo kim thân Phật đà đón gió đứng sừng sững. Nhìn qua rất rộng lớn bát ngát, phảng phất như Phật tổ hiển thánh. Nhưng trên thực tế lại là hậu quả do bảo điện đại hùng nhận phải dư ba trùng kích to lớn. A Di Đà Phật, ở bên trong bảo điện đại hùng, phương trưởng Phật môn đương đại Thánh Tăng Ngô không phun ra một ngụm chọc khí thật sâu, trên tay trôi nổi một quả cầu ánh sáng màu vàng, ở trong quả cầu ánh sáng thì là một chuôi kim cương sử, kim cương sử hô ứng cùng với bảo điện đại hùng, liên kết Phật quang, từng đạo từng đạo chui vào trong cơ thể của Ngô không. Chỉ chốc lát sau, máu nóng sôi trào như lửa ở trong cơ thể của Ngô không mới dần dần trở nên bình ổn, ngay cả tinh thần lực tiêu hao rất lớn cũng bắt đầu dần dần khôi phục, nếu như không có như lai hàng ma sử cùng với bảo điện đại hùng mà nói, Ngô không nếu chỉ dựa vào tu vi của bản thân, chỉ sợ cũng cần phải bế quan tu dưỡng ít nhất hơn 10 ngày mới có thể khôi phục. Thực sự là đáng sợ, qua một hồi lâu, ngô không mới mở hai mắt ra và tự lầm bẩm. Nhất là khi ánh mắt của hắn rơi lên bên trên như lai hàng ma sử ở trong tay. Xem như là đạo binh cực phẩm của Phật Môn, tiếp nhận tín ngưỡng lực của ngàn vạn tín đồ Phật Môn, trải qua không biết bao nhiêu lần mài rũa từ thời thượng cổ cho tới bây giờ, như lai hàng ma sử vốn nên là vạn kiếp bất hủ, tính bất diệt của nó thậm chí còn vượt qua những ngôi sao treo trên bầu trời, nhưng vào giờ phút này, kiện đạo binh cực phẩm đỉnh cao nhất này lại lưu lại một cái lỗ hổng nhỏ bằng hạt gạo, đó là kết quả do Như Lai Kim Cương sử mạnh mẽ chống đỡ Thiên Tử Kiếm Đại Càn, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, Thiên Tử Kiếm Đại Càn chợt lóe lên, kiếm khí liền lưu lại một lỗ thủng ở trên Như Lai Hàng Ma Sử. Lỗ thủng này là không lớn, có sự ủng hộ cùng với hương hỏa nguyện lực của bảo điện đại hùng, cộng thêm năng lực tự hồi phục của bản thân Như Lai Hàng Ma Sử, không cần mấy ngày là liền có thể trở về hình dáng như ban đầu cũng không cần phật môn tiêu hao thêm thiên tài địa bảo gì ngoài định mức nhưng vẫn như cũng không thể phủ nhận như lai hàng ma sử bị thương là sự thật mà nếu như không có như lai hàng ma sử thương thế của ngô không chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn mấy lần quả nhiên chỉ cần có tổ long trung nguyên ở trong tay thánh thượng đại càn căn bản là không thể địch lại nhưng mà cũng không phải là không có thu hoạch ngô không cẩn thận suy ngẫm về trận giao thủ ngắn ngủi cùng với thánh thượng đại càn trước đó quang mang ở trong mắt càng ngày càng thịt, sáng đến mức đáng sợ, phảng phất như nhìn ra cái gì vậy. Hắn đang hù ta, vì sao thánh thượng đại càng lại không truy đuổi, ở trong lời nói trước đó là hết sức bá khí, kết quả là vào thời điểm bản thân mình cùng với những người khác chạy trốn, hắn lại căn bản không có đuổi theo, rõ ràng là lấy uy lực của một kiếm kia, coi như là trí tôn nhân gian thì chỉ sợ cũng chỉ đến như thế, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng không có đuổi theo, mà là ngồi nhìn bản thân mình cùng với những người khác rời đi không sai, chân tướng chỉ có một cái. Hắn vô cùng có khả năng chỉ có lực lượng một kiếm, không, lực lượng vài kiếm. Tuyệt đối là không nhiều, hắn quả thật là đã xảy ra vấn đề. Sau khi làm rõ suy nghĩ, ngô không lập tức kích động đứng lên, bất quá rất nhanh hắn lại hít vào một hơi thật sâu, khôi phục lại tỉnh táo một lần nữa, không được, cho dù là như thế, chỉ sợ là vẫn không có người dám vây công hắn. Lực lượng của vài kiếm cũng đã đủ để chém giết võ giả kích toái mệnh tinh, còn cần phải suy tính kỹ hơn không có ai nguyện ý hy sinh chính mình. Điều kiện tiên quyết vây công thánh thượng đại càn là bản thân sẽ không bị thánh thượng đại càn tiêu diệt. Đây là nhận thức chung của tất cả các trí cường giả, đến cái tu vi này như bọn hắn, sinh tử của bọn hắn đã sớm không thuộc về chính bọn hắn, mà là thuộc về đạo thống và thế lực ở sau lưng bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện mạo hiểm mạng sống. Cho dù là ngô không đã nhìn ra vấn đề của thánh thượng đại càn lúc này, nhưng vẫn không dám liều mạng với đối phương như cũ, mà cho dù có triệu tập những người khác, chỉ sợ cũng sẽ không có mấy người hưởng ứng, bởi vì ai cũng đều không hy vọng sẽ trở thành kẻ xui xẻo bị thánh thượng đại càn đồng vu quy tận kia, ai cũng muốn làm kẻ sống đến cuối cùng để ngư ông đắc lợi kia. Thì ra là thế, đây mới là mục đích của hắn A, mặc dù khác biệt cùng với thủ đoạn vào 300 năm trước, nhưng mà cũng được xem như là một loại chân áp. 300 năm trước, thánh thượng đại càn chính là tồn tại chân áp toàn bộ giang hồ chân chân chính chính. Vào thời kỳ đỉnh phong hắn có thể thao túng tổ long trung nguyên trong một khoảng thời gian rất lâu, hắn đã từng dựa vào chiêu này để tiêu diệt vô sinh đạo. Ở trong trận chiến kia kỳ thật vô sinh đạo cũng không phải là không có viện thủ, cũng có võ giả kích toái mệnh tinh xuất thủ ngăn cản. Nhưng quả thực là đã bị thánh thượng đại càn đánh lui. Không chỉ có như thế, võ giả kích toái mệnh tinh của vô sinh đạo đời kia cũng bị thánh thượng đại càn làm thịt. Cho nên giang hồ mới có 300 năm bình ổn này. Nhưng bây giờ lại khác biệt, thánh thượng đại càn hiện tại không còn dựa vào thực lực vô địch để chấn áp giang hồ, mà là một loại cân bằng vi diệu mà yếu ớt, loại cân bằng này rất dễ dàng bị phá vỡ. Khống chế của hắn đối với tổ long trung nguyên rõ ràng đã bắt đầu giảm xuống, đây chính là cơ hội. Chỉ cần có thể chặt đứt long mạch đại can, để cho tổ long trung nguyên thoát ly khỏi sự khống chế của thánh thượng đại can, đối mặt với thánh thượng đại can thực lực đại giảm, các trí cường giả ở trong thiên hạ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mà đến lúc đó, chính là thời điểm vương triều thay đổi, tái tạo càn khôn chương 747, ký chủ vất vả rồi. Phù, ngô không thở ra một hơi thật sâu, sắc mặt biến đổi bất định, hắn cố ý tính toán, nhưng lại lo lắng thánh thượng đại càn trở mặt cùng với hắn, cho nên chỉ có thể suy tính thật kỹ. Nhưng bất luận như thế nào, cuối cùng thì cũng đã có chỗ để đột phá. Trong thảo nguyên vô biên vô tận, ở dưới trời xanh, có một căn lều cao mấy chục mét đứng sừng sững, ở bốn phía có vô số lều vải san sát, mà vào giờ khắc này, ở bên trong căn lều lớn, hư không vỡ tan, Thân ảnh khôi mô chảy máu của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đi ra từ bên trong hư không, nhưng lại lộ thần sắc hưng phấn dị thường. Ha ha ha, càn võ không có đuổi theo, ta biết ngay là hắn đã xảy ra vấn đề. Người đâu?" Theo tiếng giống to của Thiên Khả Hãn, một vị nam tử tai to mặt lớn lập tức xốc lều vải lên bước vào bên trong, ở trên mặt mang theo mấy phần đắng chát. "Khả Hãn, có chuyện gì thế?" "Ồ, đây không phải là đại thần tài chính của ta sao? Nhanh nhanh nhanh, đi tìm A Sử Na Lam" bảo hắn mang theo hai cái bộ lạc, đi dạo hai vòng ở dưới bất phá thiên quan. Mặt khác, toàn bộ thảo nguyên đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ta muốn đóng quân ở dưới bất phá thiên quan, đại càn đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Thế nhưng mà khả hãn, tiền của chúng ta đã không còn nhiều lắm, đại thần tài chính vừa lau mồ hôi lạnh trên mặt, vừa run run rẩy rẩy nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, mà sau khi nghe hắn nói, thiên khả hãn lập tức nhớn lông mày lên, phảng phất như một con sư tử nhắm chúng con mồi vậy không có tiền vâng ta không quan tâm thiên khả hãn trực tiếp bày ra thái độ vô lại nói người hãy nghĩ biện pháp cho ta ta không quản ngươi cướp đoạt lừa gạt hay là thủ đoạn gì khác ở trong vòng nửa năm ta muốn đóng quân ở dưới bất phá thiên quan hơn nữa ta nhớ được tát mãn giáo ở bên kia không phải là có rất nhiều kẻ có tiền hay sao nghe vậy đại thần tài chính lập tức đổ một thân mồ hôi lạnh tát mãn giáo đó là đệ nhất giáo phái trên thảo nguyên Địa vị của nó trên cơ bản tương đương với địa vị của hai mạch đạo, Phật ở Trung Nguyên, thế lực của nó to lớn đến mức thậm chí ẩn ẩn có ý tứ uy hiếp vương quyền Bắc Nhung, rất nhiều quý tộc đều là tín đồ của Tát Mãn Giáo, mà nhìn ý tứ của Thiên Khả Hán, tỏ rõ là muốn lấy Tát Mãn Giáo để khai đao. Ừ, Đại Thần Tài chính nuốt một ngụm nước bọt, Thiên Khả Hán làm như thế, xem ra là Trung Nguyên lại sắp có một trận đại loạn, nhưng tạm thời không đề cập tới việc Trung Nguyên sẽ xảy ra đại loạn vào lúc nào tối thiểu là hắn biết rõ ở phía Bắc Nhung khẳng định sẽ có một trận đại loạn. Thời buổi thật là rối loạn a. À. Sau khi an bài tốt tất cả mọi chuyện, Trần Khuynh Địch trực tiếp đi vào gian phòng của hắn ở bên trong Thái Dương Kim thuyền. Mà thẳng đến sau khi vào phòng, Trần Khuynh Địch mới xem như là phun ra một ngụm trọc khí thật sâu, nụ cười một mực treo trên mặt cũng dần dần nhạt đi, thay vào đó thì là một cỗ mỏi mệt nồng đậm. Nói một cách sinh động là tâm mệt mỏi, kể từ trận đại chiến ở Thuần Dương Cung cuộc sống của hắn liền tiến vào giai đoạn siêu mở rộng vốn dĩ hắn còn đang trải qua sinh hoạt ở phía trên có lão cha chống đỡ, ở phía dưới bản thân đánh khắp thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ, đang nghĩ ngợi về khung cảnh tuyệt đẹp trong 7 hoặc 8 năm, hoàn thành mục tiêu lớn đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Kết quả rất bất ngờ, chỗ dựa lớn nhất của bản thân hắn, nghĩa phụ tiện nghi vô trách nhiệm đã rứt áo ra đi. Mà lão thất phu long thiên tứ kia vừa vô xỉ lại không có đủ thực lực, thuần dương cung không có ninh thiên cơ lập tức giống như bị đánh trở về nguyên hình, hơn nữa còn bị rất nhiều thánh địa võ đạo vây công, chỗ dựa lớn nhất vốn dĩ của bản thân, chỉ ở trong chớp mắt liền biến thành nơi phát ra nguy cơ to lớn nhất của bản thân. Đổi thành Trần Khuynh Địch vừa mới chuyển kiếp tới, nói không chừng sẽ chạy trốn ngay lập tức. Nhưng Trần Khuynh Địch vẫn kiên trì nổi, trở về thuần dương cung tiếp nhận thí luyện của tổ sư, trước trước sau sau bị hành hung không biết bao nhiêu lần, có đến vài lần trực tiếp bất tỉnh đi, vắt hết óc nghĩ biện pháp để nắm vững sức mạnh của bản thân, mà sự thật đã chứng minh tiềm năng của con người đúng là vô hạn, cuối cùng rốt cuộc thì hắn cũng làm được ở trong trận chiến thuần dương cung hắn hoành không xuất thế ngăn cơn sóng dữ trước sau lần lượt chiến đấu với phật môn kiếm tông còn có rất nhiều chung tiểu thế lực ổn định lại địa vị của thuần dương cung một lần nữa dựa vào không phải là lôi kéo và liên hợp mà là dựa vào sức mạnh cứng rắn tất cả đều là do trần khuynh địch dùng một quyền một cước đánh ra nhưng mà như thế là vẫn còn chưa đủ cho nên hắn lại mượn sự tình của phượng tiên sư muội để tiếp cận tần gia hắn đối phó với tần gia không phải chỉ là bởi vì phượng tiên sư muội một mặt khác cũng là vì tiến thêm một bước dựng nên uy danh thuần dương cung. Năm đó sau khi Ninh Thiên Cơ tiêu diệt các thế lực tiến công thuần dương cung, ở dưới cơn nóng giận, đã rút kiếm tung hoành trong Trung Nguyên, vừa đi vừa về giết thêm 7, 8 cái thế lực trong Trung Nguyên, Trần Khuynh Địch hắn không có bản lãnh lớn như vậy, nghĩ hết biện pháp cũng chỉ có thể đối phó với một cái tần gia, thậm chí nếu như triều đình cùng với người bái hỏa ma giáo không xuất hiện, hắn còn không thể giải quyết được tần gia. Nhìn qua hắn giống như một cơn sóng ảo ạt, đi đến chỗ nào cướp đoạt đến chỗ đó, xuôi gió xuôi nước không gặp phải trở ngại, nhưng kỳ thật mỗi một bước đều là đang đi siết trên dây, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn kiên trì đi làm, cho dù kết quả cuối cùng là gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy hiểm, uy danh của Thuần Dương Cung cũng đã được thành lập một lần nữa. Nhưng áp lực tâm lý sau lưng chuyện này là tuyệt đối không nhỏ. Cho nên Trần Khuynh Địch thực sự rất mệt mỏi, nhưng mà hết lần này tới lần khác loại mỏi mệt này là không thể biểu hiện ra, Trần Khuynh Địch không thể mệt mỏi, hắn nhất định phải vĩnh viễn là tuyệt thế thiên kiêu người thay mặt trưởng giáo thuần dương cung cung chủ vạn thọ cung hăm hở kia coi như là đối với các nàng dương xuân hắn tự cho rằng là cũng phải xuất ra tư thái vốn có của một sư huynh mới được ta thế nhưng là đạo tử chân truyền của thuần dương cung a hai thở dài trần khuynh địch trực tiếp nằm ở trên giường vất vả cho ký chủ rồi ồ trần khuynh địch trừng mắt mà nhìn qua nửa ngày mới phản ứng được đây là thanh âm của hệ thống bởi vì quá lâu không nghe được hắn đã kinh ngạc một hồi. Gần đây ngươi đang bận rộn gì à? Đã rất lâu rồi không thấy ngươi xuất hiện. Tích, không thể trả lời. Thanh âm hệ thống vẫn là bình thản như vậy, phảng phất như không có đại sự gì có thể làm cho nàng kinh ngạc vậy. Bất quá không thể không thừa nhận, sự bình thản ở trong thanh âm của nàng, khiến cho thần kinh căng thẳng, thẳng của Trần Khuynh Địch cũng hơi hòa hoãn một chút. Đúng vậy, không có gì lớn, đi siếc trên dây không phải là ta cũng đã đi tới nơi hay sao? chương 748, Thanh Tâm Đan. Đúng rồi, nếu hệ thống không xuất hiện bản thân ta còn có khả năng không nhớ ra bất quá nếu ta nhớ không lầm ta thế nhưng đã đột phá đến hỏa luyện kim đan rồi a à. phần thưởng của ta đâu một lần cơ hội thôi diễn đại đạo đâu hệ thống tích chúc mừng ký chủ bản hệ thống đang ở trong trạng thái thăng cấp tạm thời không có cách nào cung cấp thôi diễn đại đạo xin hãy chờ thêm một đoạn thời gian ồ hai mắt của trần khuynh địch sáng lên ban thưởng còn có thể thiếu nợ ta muốn tiền lãi a à vượt qua một tháng phải trả cho ta thêm một lần thôi diễn đại đạo. Thích, cảnh cáo ký chủ, đừng nên dọa dẫm bản hệ thống. Trần Khuynh Địch vùi thân thể vào trong chăn, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, đám người bái hỏa ma giáo hiện tại đã rời đi, giáo chủ bái hỏa ma giáo dường như muốn xung kích cảnh giới kích toái mệnh tinh, cho nên cũng không nói thêm gì với ta, vốn dĩ ta còn tưởng rằng có thể từ trong miệng của nàng biết được tin tức của nghĩa phụ tiện nghi. Nhắc đến nghĩa phụ tiện nghi, hắn thật đúng là, nói không làm liền không làm, ngay cả một chút dấu hiệu cũng đều không có cho đến khi ta đạt đến kích toái mệnh tinh nhất định phải đè hắn xuống đất hung hắn đánh đập kỳ thật tần võ dương nói cũng không sai trước đó phật môn ở bên kia giống như muốn xuất thủ nhưng lại bị người khác cản lại ta xem chừng có khả năng cao thật sự là thánh thượng đại can thế cục thiên hạ về sau cũng không biết sẽ lại biến thành cái dạng gì còn có võ công tần thị hẳn là phải cầm quỳ hoa bảo điển đến để trao đổi trần khuynh địch vừa trùm chăn vừa nói một cách khô khan phảng phất như muốn phun ra sạch ý nghĩ ở trong đầu của mình, mà hệ thống thì cứ trầm mặc nghe như vậy. Sau một hồi lâu, tích, ký chủ thực sự đã suy nghĩ rất nhiều, đối với ký chủ mà nói là rất không dễ dàng, khổ cực rồi. Cha, ta cũng có thể nói hai chữ khổ cực. Trần Khuynh địch bĩu môi nói, nói thật ta vẫn cảm thấy ngươi hẳn là có thực thể, có thể bẫy người như vậy, sẽ không phải là lão yêu quái bất tử vạn năm nào đó chứ. Hơn nữa theo sự phân tích của ta, thuần dương đạo tôn có khả năng là cũng có một cái hệ thống. Tích, thanh âm của hệ thống vang lên, không biết có phải là ảo giác của Trần Khuynh Địch hay không, thanh âm của nàng dường như mang theo vài phần bất mãn. Ký chủ là ký chủ đầu tiên của bản hệ thống, bản hệ thống còn rất trẻ, mời ký chủ không nên suy đoán lung tung. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan một cái, nói sang chuyện khác, tốt tốt tốt, là do ta suy nghĩ nhiều, bất quá cũng phải nói lại, loại ban thưởng thôi diễn đại đạo nhìn qua rất cao cấp này nếu không phát ra được, vậy thì cho ta một chút ban thưởng nhỏ cũng được chứ. Cái gì là thần đan tấn cấp a, tuyệt thế thần công a, không cần phải khách khí với ta. Lúc Trần Khuynh Địch nói lời này kỳ thật chính là nói đại một lần, căn bản là không suy nghĩ. Nhưng khiến cho người ta làm như thế nào cũng không nghĩ đến chính là. Tích, chúc mừng ký chủ, kích hoạt ban thưởng ẩn tàng, một viên thanh tâm đan. Hệ thống đã thật sự cấp cho. Cảm giác được ở trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên dược hoàn, Trần Khuynh Địch ngây cả người, mở miệng nói, thanh tâm đan. Đó là món đồ chơi gì? Đây là thượng cổ đan dược, dùng quả đào của cây đào vạn năm làm nguyên liệu, tăng thêm nhiều loại thiên tài địa bảo để tiến hành luyện chế, cuối cùng mới có thể hình thành một viên đan dược đặc thù. Ở trong truyền thuyết xác suất luyện chế thành công loại đan dược này là cực thấp, chỉ có 1 đến 2%. Cao cấp đến như vậy, Trần Khuynh Địch lập tức đại hỉ, có cảm giác hệ thống từ sau khi bản thân mình đột phá trở thành võ đạo tông sư, liền càng ngày càng tốt đối với mình, quả nhiên là làm người vẫn nên làm việc tốt a. À. Có hiệu quả như thế nào? không nên thoa viên đan này ở ngoài da, cần uống kèm theo nước sạch, sau khi phục dụng, có thể. Có thể làm gì, có thể nhuận chàng, Trần Khuynh Địch, nói thật, trước đó bản thân cảm thấy hệ thống đã sửa đổi tính tình thật sự là quá ngây thơ rồi. Vừa nằm ở trên giường, Trần Khuynh Địch vừa kiểm điểm sâu sắc về ý nghĩ chủ quan vừa nãy của bản thân. Gặp quỷ, mặc dù bây giờ hệ thống sẽ không lại gạt bỏ mình, nhưng hệ thống lại bắt đầu đổi một cái phương thức bẫy người khác, trên đủ loại ý nghĩa đều sẽ khiến cho người cảm thấy không thoải mái hai trần khuynh địch thở dài thật sâu sau khi cất thanh tâm đan trần khuynh địch tiếp tục bắt đầu suy nghĩ về những sự tình đang suy nghĩ trước đó như hệ thống đã nói ở trong địa phương mà người khác không nhìn thấy trần khuynh địch kỳ thật là thực sự suy nghĩ rất nhiều đối với một người không quá thông minh như hắn có thể làm đến bước này đã là rất không dễ dàng mà lúc này sau khi hắn châm trước một cách cẩn thận vẫn đã cho ra quyết định trọng yếu nhất kham loạn quyết là tuyệt thế thần công của tần thị nhất tộc là công pháp lực đạo truyền thừa từ thượng cổ Trần Khuynh Địch vừa nhìn thấy môn công pháp này liền cảm thấy vừa ý, nhưng lúc này tàng kinh điện lại bị vị nam thần võ đại càn kia lấy đi, muốn lấy được kham loạn quyết mà nói 8, 9 phần 10 phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Nhất là vị nam thần võ kia, có thể nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã cùng với bản thân, không đúng, phải nói là cùng chung chí hướng, vậy khẳng định là sẽ không dễ dàng bị lừa dối. Vốn dĩ theo ý nghĩ lúc đầu của Trần Khuynh Địch là dùng quỳ hoa bảo điển rút ra được lúc trước kia để trao đổi, nhưng ngay mới vừa rồi hắn đã phát hiện một chuyện vô cùng khó xử. Quỳ hoa bảo điển của ta đâu? Nói đến mới nhớ, lúc trước ta đã ném quỳ hoa bảo điển ở chỗ nào? Bởi vì nó thật sự là quá mức vô dụng, ta đã sớm quên mất. À, nếu như không có quỳ hoa bảo điển mà nói, vậy thì chỉ có thể dùng âm dương hồng lô quyết để trao đổi. Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công là tuyệt học trấn phái của thuần dương cung, tuyệt đối sẽ không có khả năng lấy ra để trao đổi, mà thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết xem như là tài sản cá nhân của Trần Huynh Địch sao chép ra một phần đổi một bản kham loạn quyết từ trong tay của Nam Thần võ vốn không phải là vấn đề ngày mai sau khi ngủ dậy phải tìm kiếm quỳ hoa bảo điển một chút mệt mỏi quá ô hệ thống ngươi vẫn còn ở đây sao thích xin ký chủ cứ yên tâm bản hệ thống vẫn đều một mực ở đây không sao hệ thống sau khi Trần Quynh Địch trầm mặc trong chốc lát đột nhiên trở mình nói chúc ngủ ngon chúc ký chủ ngủ ngon, mơ đẹp. Sau khi đạt được câu trả lời của hệ thống, Trần Khuynh Địch hơi hơi khẽ nhếch khóe miệng, sau đó nhắm hai mắt lại, dự định tiến vào mộng đẹp. Lạch cạch, à, ở cửa phòng truyền đến thanh âm quỷ dị, tựa như là cửa bị mở ra. Sư huynh, bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảm giác buồn ngủ vừa mới nảy sinh biến mất trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch trực tiếp mang theo cả chăn ngồi dậy, kinh hãi vạn phần nhìn về phía cửa ra vào. Chương 749, bình tĩnh, mà vào giờ khắc này, doanh phượng tiên đang có một chút nhút nhát dựa vào cửa nhìn về phía phương hướng của trần khuynh địch phượng tiên sư muội sư huynh còn chưa đi ngủ sao đã rất muộn rồi đó ách vừa vừa mới chuẩn bị đi ngủ phải không doanh phượng tiên vừa nói vừa đi thẳng tới giường ngủ sau đó ngồi lên trên giường theo thói quen hai chân rời khỏi mặt đất dựa vào thành giường tóc dài màu đen như là thác nước rủ xuống liếc mắt nhìn trần khuynh địch ực ừ, trần khuynh địch nuốt một ngụm nước bọt lắp bắp phượng phượng tiên sư muội Sư huynh, ngoài ý liệu, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì vào giờ phút này, Doanh Phượng Tiên đang ôm hai chân ngồi ở bên cạnh hắn, ở trong mắt lại lấp lóe nước mắt trong suốt, thậm chí nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện ra thân thể của nàng đang run nhẹ nhẹ, phảng phất như một con vật nhỏ đang sợ hãi. Đây là chuyện gì thế? Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, mở miệng hỏi, sao thế? Trong nháy mắt, ở trong mắt của Doanh Phượng Tiên phảng phất như có quang mang sáng lên, sau đó nàng cứ nhìn Trần Khuynh Địch như vậy, mang theo thanh âm run rẩy nhẹ nhàng nói ta đã giết tỷ tỷ. Ta, ta không muốn giết nàng, ta chỉ muốn đánh bại nàng, chứng minh thực lực của ta, khiến cho tỷ tỷ thừa nhận thực lực của ta, sau đó lại tâm sự một lần nữa cùng với tỷ tỷ, ta thực sự không muốn giết nàng, nhưng mà vì cái gì, vì sao tỷ tỷ lại chết. Ta không hiểu được, thậm chí là tỷ tỷ căn bản. Bình tĩnh, Trần Khuynh Địch vận chuyển nguyên thần, dung nhập tinh thần lực vào trong lời nói, khiến cho doanh phượng tiên đang dâng trào cảm xúc bình tĩnh trở lại, nhưng bình tĩnh thì chỉ có tinh thần sự xoắn suýt cùng với sợ hãi không tên ẩn tàng ở trong lòng lại không có cách nào tiêu trừ trầm mặc trong chốc lát doanh phượng tiên mới lên tiếng một lần nữa ta nên làm cái gì đây sư huynh xong đời rồi ta vào lúc nào đã trở thành người cố vấn để người khác trưng cầu ý kiến về một chủ đề nặng nề như vậy trần khuynh địch đổ mồ hôi và lúng túng nhìn doanh phượng tiên còn đối phương thì mang theo vài phần rụt rè cùng với không biết làm sao mà nhìn hắn mà nhìn doanh phượng tiên dạng này thật sự là không thể tin được, không suy nghĩ về những chuyện loạn thất bát tao kia, hoặc là do căn bản không phản ứng kịp, nhưng nói tóm lại, vào thời điểm tỉnh lại hắn đã bắt đầu nói chuyện. Chật, vào thời điểm thiên tôn Thái Bình xuất hiện trước đó, không phải là đã mang tần kiền hoàng theo hay sao, ta nghe nói nàng và đạo môn cũng có mấy phần quan hệ, nói không chừng là cũng không có chuyện gì đâu. Có lẽ là còn có thể cứu được, coi như không cứu được, ta cảm thấy ách, người có thất thủ ngựa có vấp ngã, chuyện kia, Ngôn ngữ dối tung không chịu nổi, logic hỗn loạn. Hắn không biết mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy bản thân rất kém. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên dừng lời nói, sau đó nhìn doanh Phượng Tiên, cắn răng, gần từng chữ mở miệng nói ra, hãy mạnh lên. Bởi vì hắn cũng không biết những cách an ủi khác, doanh Phượng Tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Khuynh Địch, mà thừa nhận dạng ánh mắt này, Trần Khuynh Địch tiếp tục nói, con người A, chỉ cần muốn làm, là không có cái gì là không thể làm được, võ đạo thần kỳ như vậy, có thể làm cho một người bay lên không chung, khai sơn phá thạch, rời sông lấp biển, ai có thể tưởng tượng được những người tu luyện võ đạo như chúng ta, vào lúc ban đầu kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là một người thường trói gà không chặt chứ. Cho nên, hãy trở nên mạnh mẽ hơn, miễn là muội đủ mạnh, muốn cứu Tần Kiền Hoàng trở về hẳn là cũng sẽ không thành vấn đề, hơn nữa, muội nhìn đi, Tần Kiền Hoàng giống như vẫn chấp nhất về việc trở nên mạnh hơn, muội là em gái của nàng, coi như là vì nàng, Muội cũng vẫn phải tiếp tục cố gắng, không phải, ta muốn nói là, muội không nên quá có áp lực tâm lý, vạn sự là đều có khả năng. Đáng giận, đây lần đầu tiên Trần Khuynh Địch cảm thấy mình không quá biết nói chuyện. Nhưng mà chính là như vậy, Doanh Phượng Tiên một mực nghe Trần Khuynh Địch nói chuyện đột nhiên nín khóc và mỉm cười, hai vai run nhẹ nhẹ, tiếng cười đè nén truyền ra ở trong mái tóc đen rủ xuống. Sư huynh, nguyên lai like sư huynh cũng sẽ có loại thời điểm này a, à, hoàn toàn không giống với sư huynh vào buổi sáng. Ách, hình tượng cao thâm mà chắc mà ta thật vất vả mới tạo dựng được ở Thuần Dương cung. Bất quá, Doanh Phượng Tiên chớp chớp cặp mắt mông lung nói, "Thật cảm ơn sư huynh, kỳ thật ta chỉ muốn tìm người để phát tiết một chút, yên tâm đi, ta có thể tự mình điều tiết, hơn nữa sư huynh cũng đã nói, không phải là hoàn toàn không thể cứu được a, à, cho dù tỷ tỷ muốn chết một mình, cũng phải xem ta có đồng ý hay không mới được." "Chờ sau khi ta trở thành thiên hạ vô địch, nhất định phải khiến cho nàng sống lại sau đó xin lỗi ta." Ha 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 đến lúc đó còn phải nhờ phượng tiên sư muội chiếu cố nhiều hơn không có vấn đề đến lúc đó ta sẽ chiếu cố sư huynh thật tốt bầu không khí dần dần thư giãn không còn sự xấu hổ cùng với khẩn trương phía trước trần khuynh địch cũng không tự chủ được mà buông lỏng xuống ngay vào lúc này sư huynh doanh phượng tiên nói ra lời nói mang tính quyết định đêm nay ta có thể ngủ chung với sư huynh hay không giống như là trước đó vì sao vì sao lại trở thành như vậy chứ rõ ràng là đã giải quyết được đại phiền toái tần thị rồi rõ ràng đã trở thành người thay mặt trưởng giáo thuần dương cung hai loại hạnh phúc bất đồng trồng chất lên nhau vốn hẳn là nên càng thêm hạnh phúc mới đúng nhưng mà vì cái gì vì sao lại trở thành như vậy chứ đầu óc của trần khuynh địch trở nên nóng bỏng trong đầu chợt lóe lên ngàn vạn suy nghĩ chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không thể không nói lời xin lỗi đối với những nhân vật chính mở hậu cung sau khi xuyên việt mà hắn khinh bỉ trước đó xác thực giống như loại nhân vật ngây thơ như hắn gặp gỡ phải loại chuyện này căn bản là không biết làm sao a à. tỉnh táo tỉnh táo lại đi trần khuynh địch lần trước ta không phải là đã hạ lời thề hay sao nếu như lại xuất hiện loại tình huống này liền mặc kệ mọi việc trực tiếp xông lên động thủ hiện tại không phải chính là thời cơ tốt nhất hay sao không sai động thủ đi ngay vào thời điểm trần khuynh địch điên cuồng giống to ở trong đầu bảo bản thân động thủ nhưng thân thể ở trong hiện thực lại trở nên cứng ngắc động cũng không dám động một cái, khuôn mặt của Doanh Phượng Tiên đã đỏ lên, trực tiếp vén chân của Trần Khuynh Địch lên, sau đó chui vào bên trong, cứ như vậy nằm xuống. Ấy, đùa gì vậy, đây cũng không phải là trò đùa. Ở bên cạnh truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, chỉ là ý thức được ở trong chăn, ở bên cạnh còn có một người nằm cũng đủ khiến cho tư tưởng của Trần Khuynh Địch trở nên cứng ngắc, nhất là cái khoảng cách này, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng, hơi nóng doanh phượng tiên thở ra phả vào trên cánh tay của hắn, khiến cho hắn nổi ra gà phượng Phượng Tiên sư muội Mặc dù không biết làm sao nhưng muội tại sao phải ngủ ở nơi này hay là tranh thủ thời gian trở về gian phòng của mình thì sẽ tốt hơn a à? sư huynh ta buổi tối còn cần phải tu luyện đúng ta còn phải tu luyện A à? muội làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta chương 750 mời suy nghĩ thật kỹ ta không muốn trở về doanh phượng Tiên cự tuyệt một cách hồn nhiên sau đó doanh phượng Tiên ở trong chăn lại đột nhiên áp sát tới đưa hai tay ra ôm chặt eo của Trần Khuynh Địch. Xong đời, tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ xong đời. Phải tranh thủ thời gian lao ra khỏi phòng giống như lần trước, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trần Khuynh Địch lại ngay cả một bước cũng đều không động, cứ như vậy ngơ ngác nằm ngửa ở trên giường. Đáng giận, hãy có nghị lực lên thân thể của ta, hãy tranh thủ thời gian mà hành động, chẳng lẽ ngươi chính là loại gia hỏa nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân kia hay sao? Chớ quên, nếu như không khống chế không nổi bản thân ở cái địa phương này, sau đó làm ra sự tình không thể miêu tả được mà nói, như vậy chỉ sợ liền thực sự sẽ. Trong đầu của Trần Khuynh Địch chợt hiện linh quang, nếu như thật sự làm ra chuyện gì ở chỗ này, sẽ có hậu quả gì sao? Hoàn toàn không có bất kỳ hậu quả gì a. À. Ngươi nhìn đi, Phượng Tiên sư muội mặc dù cũng là nhân vật chính, nhưng mà không có bất kỳ quan hệ cừu hận cùng với bản thân, không bằng nói ta hiện tại vốn đã thoát khỏi vận mệnh bị nhân vật chính giết chết mới đúng chứ. Hơn nữa chuyện này cũng không phải là do ta chủ động là do phượng tiên sư muội tự đưa bản thân tới, nghĩ như thế nào cũng đều không phải là lỗi của ta a. À. Cho nên coi như tiếp theo làm ra một chút sự tình ngượng ngùng, cũng sẽ không có quan hệ a. À. Không sai, càng nghĩ càng cảm thấy rất có đạo lý. Tốt, hôm nay ta liền muốn đạp vào nước thang trưởng thành, hành động đi thân thể của ta. Hiện tại chính là thời điểm ngươi thể hiện ra thú tính. Vừa điên cuồng vận chuyển đại não, Trần Khuynh Địch vừa tiếp tục bảo trì tư thế nằm ngửa, không nhúc nhích. Đáng chết, thân thể của ta, ta tân tân khổ khổ chui luyện ngươi nhiều như vậy lần, ngay cả công kích của đạo binh thượng phẩm cũng đều có thể chặn được, vì sao vào thời điểm này lại nằm im. Nhanh động thủ A, à, cái tên ra hỏa không có nghị lực nhà ngươi, Trần Khuynh Địch vừa điên cuồng chửi rủi bản thân, vừa cảm thụ nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng chuyển tới từ bên cạnh, vận hết toàn lực mới hé miệng ra được, dùng âm thanh run rẩy nói ta, ta nói này. Phượng tiên sư muội chúng ta là sư huynh muội A. À. Muội bây giờ, chuyện kia ta, sư huynh, hà? thanh âm của Trần Khuynh Địch không tự chủ được mà kéo cao lên. Muội thích huynh, nói thật, đây không phải là lần đầu tiên Trần Khuynh Địch nghe được câu này, nhưng vào lần trước nghe được câu này, là ở bên trong không gian truyền thừa của thuần dương cung, hơn nữa còn là loại huyễn cảnh kia, lấy trái tim lớn của Trần Khuynh Địch, hơn nữa còn có một đống lớn sự tình sau này, rất nhanh liền quên mất chuyện kia, nhưng mà bây giờ... Lời nói của doanh phượng tiên đã khiến cho hắn hồi tưởng lại lần thứ hai, sự dao động vào ngay lúc đó. Muội, muội, muội muội vừa mới nói cái gì muội thích huynh doanh phượng tiên gần từng chữ nói ra ở trong chăn đen kịt một màu nhưng lấy thị lực của trần khuynh địch lại có thể nhìn thấy không có một chút trở ngại nào doanh phượng tiên chính là đang ngẩng đầu dùng hai mắt ướt át nhìn hắn còn người màu đen thâm thúy phảng phất như vực thẳm vậy khiến cho người ta không tự chủ được mà đắm chìm ở trong đó a a a a a có chuyên gia tình yêu ở đây hay không hãy đến nói cho ta biết hiện tại phải làm gì a à? quất không không không, chuyện này không đúng. Đây là thổ lộ cơ mà, làm gì có đạo lý vừa mới thổ lộ liền quất chứ? Trần Khuynh Địch ta là loại cầm thú kia sao? Đáp án dĩ nhiên là no. Vậy ta nên làm cái gì? Trả lời là ta cũng thích Phượng Tiên sư muội sao? Ai biết được chứ, đáng chết. Đến bây giờ Trần Khuynh Địch không thể không thừa nhận, bản thân hắn căn bản cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương. Từ thời điểm vừa mới chuyển tiếp tới, hắn vẫn thừa nhận áp lực bản thân có khả năng bị nhân vật chính giết chết sau khi thật vất vả mới thoát khỏi loại áp lực này thì nghĩa phụ tiện nghi lại đột nhiên mất tích trần khuynh địch bị ép cầm đại kỳ của thuần dương cung ở trong khoảng thời gian này nào có thời gian để nói chuyện yêu đương đáng giận không cần mượn cớ đâu tên khốn có một mỹ nữ thổ lộ đối với người còn có cái gì phải bất mãn sao lúc này đáp án chỉ có một cái yes trần khuynh địch chỉ cảm thấy mình cả người đều đang phát sốt huyết dịch đang sôi trào đại não biến thành một mảnh nóng bỏng ngay cả tiếng tim đập của bản thân hắn cũng có thể nghe được tốt, ta muốn lên tiếng, lúc này nhất định phải nói chuyện, nếu không thì sẽ là nam nhân vô dụng a. À? Ta muốn nói ra khỏi miệng, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, duỗi hai tay ra run rẩy đặt ở bên trên bờ vai của Doanh Phượng Tiên, cũng nhìn thẳng vào con mắt của nàng, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, ta cũng. Tích, cảnh cáo ký chủ, mời suy nghĩ thật kỹ. Khốn kiếp, hệ thống ngươi lại muốn lừa ta đúng không? Ngươi cho rằng ta sẽ dừng tay vào thời điểm này hay sao? Ngươi sẽ không ngăn cản được ta cảnh cáo ký chủ thật đáng tiếc ầm ầm không đợi trần khuynh địch kịp phản ứng cửa phòng vừa mới bị doanh phượng tiên mở ra một lần lập tức phát ra tiếng nổ vang kịch liệt sau đó nổ tung toàn bộ thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa bàn sơn đảo hải đại nhật như lai thần trưởng tạo hóa viêm gần như đồng thời doanh phượng tiên bị trần khuynh địch đè lên bả vai trong nháy mắt lộ ra một cái biểu lộ tiếc nuối thất bại trong gang tấc sau đó bỗng nhiên vén chăn lên nhảy ra khỏi giường công nhiên tự tiện xông vào gian phòng của sư huynh các người cũng quá không biết điều rồi. Chỉ có một mình ngươi là không có tư cách nói như vậy. Tiếng mắng chửi của ba nữ cuốn tới. Hơn nữa ta còn đã dán phù chú cường hóa và phòng ngự ở trên cửa, vốn sẽ không thể mở ra được. Nguyên lai là do ngươi làm a à. Tiếng gầm thét cuốn tới liên tiếp. Mà vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch nhìn tràng diện hỗn loạn, lộ ra ánh mắt đờ đấn, nhiệt độ trong đại não cuối cùng đã đột phá giá trị giới hạn. Hơn nữa nguyên bản là đã rất mỏi mệt, rốt cuộc cũng khiến cho nam nhân này chết máy trần khuynh địch chớp mắt ngất xỉu ta là ai ta ở đâu ta đang làm cái gì mở hai mắt ra nhìn trần nhà trên đỉnh đầu trần khuynh địch rơi vào trong sự trầm tư thật sâu ký ức lờ mờ không rõ luôn cảm thấy tối hôm qua giống như đã xảy ra sự tình gì đó làm cho tim người ta đập nhanh hơn hơn nữa không biết vì sao miệng lại có một chút tê dại kỳ quái cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì a à, trần khuynh địch giật mình một cái trong nháy mắt liền nhớ lại không sai đêm qua ta được tỏ tình dù nói như thế nào thì Trần Khuynh Địch cũng sẽ không quên loại tình tiết quan trọng này, hắn nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua ở trong chăn của mình có một cô nàng, truyền tới nhiệt độ nóng bỏng, hai mắt ướt át, thanh âm khàn khàn, tỏ tình với tình cảm hừng hực, còn có sự xoắn suýt cùng với quyết ý của bản thân nàng, không sai, nàng chính là... Là ai, cái địch, đêm qua là ai đã tỏ tình? chương 751, xử tội. Hắn nhớ rõ ràng là tối hôm qua có người tỏ tình cùng với mình, nhưng ngay cả danh tự cũng không nhớ rõ, Loại tình huống này đối với Trần Khuynh Địch mà nói còn là lần đầu tiên gặp quỷ coi như là hắn, đối mặt với loại tình huống này, ở trong đầu cũng không nhịn được mà lóe lên ý nghĩ đây có phải là mơ mộng hão huyền hay không. Đáng chết, tuyệt đối không phải là nằm mơ, ta nhớ rất rõ ràng, hôm qua tuyệt đối có người tỏ tình với ta. Trần Khuynh Địch nằm ở trên giường, bắt đầu cố chấp phát óc nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, nhớ được đó là vào thời điểm bản thân rất mệt mỏi, sau đó có người nào đó đột nhiên đi đến, trực tiếp chui vào chăn mền của mình sau đó có một cuộc trò chuyện khiến trái tim hắn đập mạnh tiếp đó chính là tỏ tình kịch liệt a à, không sai phượng tiên sư muội là phượng tiên sư muội ta được phượng tiên sư muội tỏ tình a a a a cơ hồ là theo bản năng trần khuynh địch bắt đầu tìm tòi trên dưới toàn thân của mình quần áo hoàn hoàn chỉnh chỉnh và miệng có một chút tê dại không thể nào không đúng hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không phải là tỏ tình sao ta đã quất phượng tiên sư muội không không không, không thể nào a, à, Trần Khuynh Địch ta há lại loại cầm thú kia. Hệ thống, tích, bản hệ thống không rảnh, Trần Khuynh Địch, đừng đùa, nhanh, người hẳn là sẽ biết đêm qua đã phát sinh chuyện gì a. À. Mau nói cho ta biết. Tích, bản hệ thống không biết. Trần Khuynh Địch lắc đầu một cách dữ dội, cả người ngồi co quắp ở trên giường, đột nhiên rơi vào bên trong sự trầm tư thật sâu. Nếu như ta nhớ không lầm, Phượng Tiên sư muội hẳn là đã tỏ tình đối với ta a. À. Vậy thì chuyện tiếp theo là như thế nào? Ta đã đáp ứng rồi sao? Ta hẳn là đã đáp ứng rồi ha. Vậy quan hệ bây giờ ở giữa chúng ta là như thế nào? Trần Khuynh Địch nằm ngừa ra, ngơ ngác nhìn Trần Nhà. Đây là lần đầu tiên hắn lãng phí cả một ngày, hoàn toàn không có tu luyện. Mà cùng lúc đó, ở bên trong một gian phòng bí mật nào đó tại Thái Dương Kim Thuyền, Phượng Tiên đang đối mặt với một phiên tòa ba bên. Đông, tiếng búa nhỏ đập vào bàn dẫn đến tiếng vang trong phòng, cho thấy sự trang nghiêm của tòa án, cùng với tâm tình nặng nề của những người ở đây mà vào giờ khắc này có hai cái bàn lớn cùng với một cái bàn nhỏ chính là đang vây quanh doanh phượng tiên nửa ngồi nửa quỳ ở dưới đất ba người trần tiêm tiêm dương xuân lạc tương tư đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào nàng cuối cùng dương xuân đang cầm chiếc búi nhỏ trên tay nhẹ nhàng ho khan một cái là người đầu tiên mở miệng nói bị cáo doanh phượng tiên gọi bị cáo cũng hơi quá mức a à, hơn nữa gọi như vậy cũng không ổn lại nói từ lúc nào đã biến thành như vậy im miệng Mặc dù Doanh Phượng Tiên đưa ra ý kiến phản đối, nhưng ba nữ Dương Xuân lại nhất trí không để ý đến nàng. Bị cáo Doanh Phượng Tiên, vào tối hôm qua, thừa dịp trời tối và gió lớn, là thời cơ tốt để giết người và phóng hỏa, vụng trộm chạy vào gian phòng của Sư huynh một mình, hơn nữa còn thực hiện một vụ ám sát kiểu tỏ tình. Nếu không phải là chúng ta kịp thời xuất hiện, Sư huynh nói không chừng đã bị ngươi bắt đi. Ngươi có điều gì khác để nói không? Không có, trọng tội, không do dự một chút nào. Bớt nói nhảm. Đêm hôm khuya khoát vụng trộm chạy vào gian phòng của sư huynh, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bởi sự tình vì tỷ tỷ mà bị đả kích lớn, muốn đi đến để an ủi ngươi một chút, kết quả ngươi thế mà phản bội sự tín nhiệm của chúng ta. Nếu không phải là chúng ta kịp thời chạy đến mà nói, ngươi đã được như ý. Doanh Phượng Tiên quay đầu, hiển nhiên là sự thất bại vào tối hôm qua đối với nàng mà nói là rất không cam tâm. Rõ ràng là nếu như các ngươi không tới, làm sao sẽ phát sinh dạng sự tình phán tội này. Ồ! Người biết chắc rằng sư huynh chỉ cần được tỏ tình thì nhất định sẽ tiếp nhận. Đáng giận, đúng vậy, trên thực tế bốn nữ ở đây sau khi ở chung trong một thời gian dài với Trần Khuynh Địch, hoặc nhiều hoặc ít đều phát giác được tính cách chân chính của Trần Khuynh Địch. Ở trong lòng bọn họ nếu như sư huynh ôn nhu thật sự bị các nàng tỏ tình mà nói, 8, 9 phần 10 là sẽ lựa chọn tiếp nhận A. Nhưng làm như vậy là không được, loại tỏ tình này là không có linh hồn, các nàng không thể chủ động tỏ tình, mà hẳn là sư huynh chủ động tỏ tình mới đúng, như vậy mới thật sự là tỏ tình. Hơn nữa quan trọng nhất là ta còn chưa kịp đi tỏ tình a, à? lại bị ngươi giành trước. Đúng thế, các ngươi cũng không tốt hơn ta một chút nào a. À? Nói tóm lại, đông đông đông, Dương Xuân vừa gõ búa nhỏ, vừa lớn tiếng nói, căn cứ theo quyết định của tất cả chúng ta, bị cáo Doanh Phượng Tiên sẽ bị trừng phạt bằng cách cù lét địa ngục. Sau đó lập tức đuổi về bái hỏa ma giáo. Ta từ chối, Doanh Phượng Tiên nói ra không có một chút do dự, đừng có vọng tưởng ở phía bái hỏa ma giáo ta cũng đã sớm thương lượng qua cùng với giáo chủ trong ba tháng tiếp theo ta đều sẽ ở lại thuần dương cung từ chối là không hợp lệ không sai đối mặt với dương xuân một cây chẳng làm nên non trần tiêm tiêm rốt cục cũng vươn tay tiến hành viện trợ vào thời khắc này hai vị sư tỷ muội một mực nước lửa không dung này rốt cục cũng đứng ở trên một chiến tuyến chúng ta đã giúp phượng tiên tỷ thu thập xong hành lý phượng tiên tỷ đi rồi chúng ta sẽ tưởng niệm ngươi cáo từ ta đã nói là từ chối rồi. Doanh Phượng Tiên dựa vào lý lẽ để nói, nhưng đối mặt với sự áp bách của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân vẫn còn có một chút bất lực, lập tức chính là đảo con ngươi một vòng, nhìn về phía lạc tương tư ở bên cạnh, nói, nhắc đến, đây là sự tình có liên quan đến sư huynh A, vì sao tương tư sư muội cũng tới. Có thể nói cho chúng ta biết đây là vì sao hay không? Ồ, nói đến mới nhớ, Dương Xuân sững sờ, vô thức xoa cầm một cái, mà Trần Tiêm Tiêm cũng là như thế hành vi trước đó của tương tư tỷ cũng rất kỳ quái, luôn cảm thấy. Ha ha ha, lạc tương tư vội vàng cười to, đồng thời kéo cao âm điệu, cắt đứt suy nghĩ của hai nàng, ta chỉ tới là để bảo đảm các ngươi sẽ không bởi vì mâu thuẫn mà đánh nhau thôi. Không sai, chỉ là như vậy thôi, Xuân Nhi sư muội, tiêm tiêm sư muội, so với những thứ này, sự tình của Phượng Tiên sư tỷ là quan trọng hơn a. À. Đúng thế, không sai, khục, nhìn Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đã phản ứng lại, doanh phượng tiên ho khan một cái nói nhiều để làm gì tiếp chiêu a trước tiên chấp hành hình phạt cù lét địa ngục vừa dứt lời ba nữ dương xuân trần tiêm tiêm còn có lạc tương tư liền vỗ bản đứng dậy trực tiếp đánh về phía doanh phượng tiên doanh phượng tiên thì là quá sợ hãi muốn động thủ nhưng lại không dám động thủ chỉ có thể bị ba nữ dùng ưu thế số lượng đè lên trên người ngay sau đó là liên tiếp thanh âm làm cho người ta tưởng tượng lung tung xem chiêu đại nhật như lai thần trưởng cù lét địa ngục ấn đừng mơ tưởng đào tẩu. Ha 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 đủ ha ha ha, không muốn, ha 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 ha, các ngươi, ha 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 ha. Từ trên đủ loại giá trị mà nói, căn phòng bí mật này cũng không thể bị người ta phát hiện ra. mươi 752, tình kiếp, tại bát cảnh cung đạo môn, lúc này hai mắt của thiên tôn Thái Bình đã không còn mơ hồ nữa, trái lại còn rõ ràng một cách đáng sợ, lộ ra ánh mắt phảng phất như có thể xuyên thấu không gian, nhìn thấy mọi thứ ở bên trong hư không, Trận đại chiến thế kỷ vừa mới phát sinh trước đây không lâu, cả tòa đại địa Trung Nguyên run rẩy trong khoảnh khắc đó, đều bị hắn thu hết vào mắt. Tổ Long Trung Nguyên, đối với cái gọi là khí vận nhân đạo, Tổ Long Trung Nguyên, Thiên Tôn Thái Bình kỳ thật là cũng rất có hứng thú, thậm chí còn đã từng chuyên môn nghiên cứu qua một đoạn thời gian, bất quá xuất phát từ nguyên nhân nào đó, cuối cùng hắn vẫn bỏ qua, mà trận chiến vừa mới phát sinh ở trong hư không kia, kết quả cũng đã sớm nằm ở trong dự đoán của hắn. Không giống với Phật môn Thiên Tôn Thái Bình thậm chí là toàn bộ đạo môn, từ trước đến nay luôn luôn tôn trọng cái gọi là thiên đạo, thuận thiên mà đi. Mà ở bên trong ba mạch đạo, Phật, Ma, kỳ thật là có lòng ham muốn công danh lợi lộc lớn nhất, tính toán nhiều nhất, cũng không phải là Ma đạo nhất mạch bị người người kêu đánh, mà là Phật môn tứ đại giai không. Đương nhiên, có tiền nhất cũng là Phật môn, hương hỏa của Phật môn ở Trung Nguyên cũng là thịnh vượng nhất, trên cơ bản chỉ cần là đại thành có một chút danh tiếng, đều sẽ có Phật tự hưởng ứng, mà ở bên trong mỗi một tòa Phật tự tuyệt đối không thể thiếu Phật đường và tượng Phật bằng vàng dòng, nếu so sánh cùng với Phật môn, hương hỏa của đạo môn liền muốn kém hơn không ít. Đương nhiên đây cũng là phương châm của đạo môn, hương hỏa của đạo môn chỉ cần tốt chứ không cần nhiều, hơn nữa đạo môn còn bao dung tất cả mọi thứ, ở trong bát đại thịnh cảnh bát cảnh cung, cơ hồ là có thể dung nạp tất cả đạo thống tương quan cùng với đạo môn, cũng là hoàn toàn khác biệt cùng với Phật môn cực độ bài ngoại, cái gọi là 3.000 tả đạo, 800 bàng môn, tuyệt đối cũng không phải là nói chơi. Trong đó một ví dụ điển hình nhất, kỳ thật chính là vô sinh đạo. Xem như là một trong những ma đạo đương thời, vô sinh đạo thoát thai từ đạo môn, nhìn như quyết liệt, nhưng trên thực tế vào thời điểm thánh thượng đại càn hủy diệt vô sinh đạo, đạo môn kỳ thật là cũng có xuất thủ, hai phe thế lực này kỳ thật vẫn luôn có liên hệ trong bóng tối, đây cũng là chênh lệch bên trên chất lượng của hai mạch đạo, Phật. Phật môn có nhiều đạo thống như vậy, hương hỏa rồi rào như vậy, kết quả ở trong ngàn vạn Phật tự, cho dù là một cái đại thế lực cũng đều không thể sinh ra mà một cái thế lực tách ra từ đạo môn, thế mà trực tiếp trèo lên đỉnh, trở thành một trong 10 đại thánh địa võ đạo, thậm chí còn có thể cạnh tranh với Phật môn. Lựa chọn khác nhau, quyết định một con đường khác, mà lúc này cũng là như thế. Đối với cuộc phân tranh ở Trung Nguyên, Thiên Tôn Thái Bình căn bản là không có ý tứ nhúng tay, thậm chí trước đó Ngô không còn đặc biệt đến tìm hắn, nhưng vẫn bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa bởi vì lý do đang quan sát heo nái leo cây. Ở dưới cái nhìn của Thiên Tôn Thái Bình, cuộc phân tranh này vô luận là người nào thắng đối với đạo môn mà nói là cũng không đáng kể so với những thứ đó củng cố bản thân mới là trọng yếu nhất ý niệm tới đây thiên tôn thái bình quay đầu nhìn về phía tần kiền hoàng nằm ở dưới đất ngửa mặt lên trời mà tần kiền hoàng lúc này ngọc bội chữ đạo trên cổ vẫn lấp lóe quang huy như cũ nhưng ở trên người lại không còn một tia sinh cơ nào hoàn toàn đã trở thành thi thể ngọc bội chữ đạo này kỳ thật không có quan hệ cùng với chương chính nhất mà là do Thiên Tôn Thái Bình cho nàng, cũng không có tác dụng tính thực chất nào, đơn giản là chỉ có tác dụng thu nạp một tia sinh cơ vào thời điểm Tần Kiền Hoàng tử vong đồng thời khiến cho Thiên Tôn Thái Bình cảm ứng được. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một tia sinh cơ mà thôi. Dựa vào một tia sinh cơ này, coi như là Thiên Tôn Thái Bình cũng không có khả năng phục sinh Tần Kiền Hoàng, huống hồ một tia sinh cơ này vốn cũng không phải là Thiên Tôn Thái Bình lưu lại cho Tần Kiền Hoàng. Đúng lúc này, Sư Tôn đã xảy ra chuyện gì, sao lại đột nhiên gọi ta? Ở cách đó không xa, thân ảnh của một thanh niên ăn mặc đạo bào trắng đen cầm theo hồ lô rượu đi từng bước một lên núi. Tự xem đi, thiên tôn thái bình mặt không đổi sắc, chép miệng nói. Lời còn chưa dứt, thanh niên nguyên bản còn lộ ra bộ dáng thoải mái, tiêu giao tự tại liền lập tức ngây dại, kinh ngạc mà nhìn tần kiền hoàng nằm ngửa trên đất hoàn toàn không có khí thức, mất nửa ngày cũng không thể lấy lại được tinh thần. Nàng đã chết, thiên tôn thái bình cũng lười nhát giải thích, trực tiếp lấy ngọc bội trên cổ của tần kiền hoàng ném cho chương chính nhất, nói chuyện đã xảy ra đều có ở trong đó, còn thi thể thì giao cho ngươi. Tiếp nhận ngọc bội, trường chính nhất cứ như vậy lộ ra mặt mũi ngốc trệ, lẳng lặng nắm lấy ngọc bội, bắt đầu xem xét tin tức ở bên trong. Nửa canh giờ, ở trong dòng giã nửa canh giờ, trường chính nhất cứ như vậy đứng tại chỗ không nói một lời, mà thiên tôn Thái Bình cũng không nóng nảy, chỉ lộ ra ánh mắt sáng như tuyết, yên lặng nhìn hắn. Thật lâu sau, ta hiểu rồi, rất tốt, nhắm mắt, mở mắt, chỉ là một cái động tác đơn giản, Khí thức trên cả người của Trương Chính Nhất liền có một cái biến hóa cực lớn, vào trước khi nhắm mắt, ở bên trong cặp mắt của hắn lấp lóe cảm xúc cực kỳ phức tạp, phẫn hận, không hiểu, tức giận, hối hận, thương tiếc, khó chịu, không cam lòng, chán ghét bản thân. Nhưng vào sau khi hắn mở hai mắt ra, tất cả cảm xúc đều biến mất, thay vào đó là một cỗ bình tĩnh khiếp người. Ầm, uhm, phảng phất như thủy tinh vỡ nát vậy, nhưng lại khẽ truyền ra từ trong cơ thể của Trương Chính Nhất, sau đó Trương Chính Nhất nguyên bản vẫn còn đang giáp danh sinh tử quan vậy mà trực tiếp xông phá trở ngại sinh tử quan rõ ràng đứng ở tại chỗ thân hình lại là hơi có vẻ hư ảo phảng phất như không có ở trong phương thiên địa này vậy võ đạo tông sư đỉnh phong thiên kiêu đương thời là võ giả đầu tiên đột phá sinh tử quan sau trần khuynh địch nhìn thấy một màn này thiên tôn thái bình gật đầu nhẹ một cái đây mới là nguyên nhân hắn đưa cho tần kiền hoàng ngọc bội sau đó mang thi thể của nàng đến đây lúc trước hắn lựa chọn chương chính nhất làm đệ tử duy nhất của bản thân tự nhiên là có lý do mà Trương Chính Nhất có thể ở bên trong bát cảnh đạo môn lấy được một loại truyền thừa ở trong số đó, có thể thấy được thiên tư của hắn, nhưng trên thực tế, từ khi đột phá võ đạo tông sư đến nay, tốc độ tu luyện của Trương Chính Nhất liền giảm xuống trên phạm vi lớn. Vì sao? Bởi vì Tần Kiền Hoàng, dùng lời thông tục mà nói, chính là tình kiếp, Trương Chính Nhất biết rõ cá tính của Tần Kiền Hoàng, vì nghênh hợp nàng, đã vô thức thả chậm tiến độ tu luyện của mình, nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn như cũ đạt đến giáp danh sinh tử quan, ở bên trong thiên kiêu đương thời ngoại trừ Trần Khuynh Địch thì vẫn là số 1, số 2 như cũ. chương 753, vớ vẩn, nhưng mà cái tình kiếp này, chính là sinh tử quan của chương chính nhất, không qua tình kiếp, sinh tử quan sẽ trở thành chướng ngại của chương chính nhất, từ đó Tu Vi nhất định sẽ ngừng bước không tiến. Cho nên đừng tưởng rằng Trương Thái Bình ta chỉ biết nhìn heo nái leo cây. Nhiều ít thì vẫn sẽ biết quan tâm đến đệ tử. Sư phụ, sư phụ có thể đưa thi thể của tần cô nương về thuần dương cung hay không, so với ta, hẳn là em gái của tần cô nương sẽ càng muốn nhìn thấy nàng hơn. Ồ, thiên tôn thái bình nhíu mày hỏi, người không có ý định giữ nàng lại sao? Không thể, trương chính nhất lắc đầu nói, ta cũng không phải là thân nhân của tần cô nương, cũng không có quan hệ thân mật, tu vi lại yếu đuối, giữ lại thì có ích lợi gì, ta chỉ cần giữ lại khối ngọc bội này để tưởng niệm là được rồi. Vậy sao, thiên tôn thái bình gật đầu một cái, sau đó vung tay một cái, thi thể của tần kiền hoàng nhất thời biến mất, mà theo thi thể biến mất, một vệt tình cảm cuối cùng ở trong mắt của Trương Chính Nhất cũng triệt để tán đi, thay vào đó thì là sự tỉnh táo, lý trí tuyệt đối, phảng phất như có thể nhìn thấu thế gian. Thân thể dung hợp với thiên đạo, loại trạng thái này rất là cùng loại cùng với trạng thái ngẩn người bình thường của thiên tôn Thái Bình, đều là một trong những phương thức lĩnh hội thiên đạo của thiên tôn nhất mạch, đối với thiên tôn Thái Bình mà nói, có thể khiến cho hắn thoát ly khỏi loại trạng thái này, chính là một loại chuyện thú vị nào đó, mà đối với chương chính nhất mà nói, có thể khiến cho hắn thoát ly khỏi loại trạng thái này chỉ sợ là chỉ có khối ngọc bội chữ, đạo ở trên tay của hắn. Trở về bế quan đi, vâng, trương chính nhất gật đầu một cái, nói, lần này đệ tử sẽ thử nghiệm đột phá hỏa luyện kim đan. Đi đi thôi, ở xa trì quốc tại Tây Vực, đối với Hoàng Triều Đại Càn, Bắc Nhung Vương Đình mà nói, Tây Vực không thể nghi ngờ là một nơi hỗn loạn, liên minh 36 quốc không tính là nhỏ yếu, nhưng một cái liên minh, vô luận là thành viên liên minh có tinh thần tự giác như thế nào, lại đồng sinh cộng tử như thế nào, lại tin tưởng lẫn nhau như thế nào, cuối cùng so ra vẫn kém hơn một cái quốc gia thống nhất. Mà đối với liên minh 36 quốc mà nói, Sa trì quốc là thuộc về loại hình không trên không dưới kia. Nhưng trên thực tế, ngay ở trong lòng đất Sa trì quốc lại ẩn giấu một thế lực khổng lồ đại chu. Trong quá khứ, sau khi bị Thái tổ đại càn xua đuổi ra khỏi trung nguyên, trải qua ngàn năm tiềm ẩn cùng với chạy trốn, lúc này rốt cuộc mới trốn thoát khỏi sự truy sát của đại càn ở trong mấy năm gần đây mới xem như khôi phục lại nguyên khí của vương triều cũ, cho đến nay vẫn còn ở bên trong âm đô dưới lòng đất xa trí quốc, thời thời khắc khắc suy nghĩ làm như thế nào để phục hồi vương triều. Mà cùng lúc đó, xem như là người cầm quyền tương lai của Đại Chu, người mạnh nhất thế hệ trẻ cơ gia, cơ hoành xương tự nhiên là cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đang cẩn thận lập mưu phục hồi vương triều. Quả nhiên, ở bên trong thái tử điện, thái tử hoành xương gật đầu một cái, lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Phục hồi vương triều căn bản chính là đang nói vớ vẩn. Bày ở trên bàn dài của hắn là một đống lớn hồ sơ có quan hệ với đại sự trên giang hồ gần đây, mà vào trước khi những tin tức này được đưa vào trong tay của Phụ Hoàng, cần phải được hắn phê duyệt trước, kết quả là không phê duyệt thì không biết. Sau khi phê duyệt đống hồ sơ này, Thái tử Hoành Sương lập tức bị tin tức ở bên trong làm cho giật này cả mình. Lạc Thủy Tần Thị phát sinh đại chiến, Thuần Dương Cung, Bái Hỏa Ma Giáo, Triều Đình Đại Can, ba phương liên thủ với nhau hủy diệt Tần Thị Thế gia đệ nhất thiên hạ, trong lúc đó thiên tôn Thái Bình, Thánh Tăng Ngô không xuất hiện ở trên bầu trời, hai vị cường giả kích toái mệnh tinh xuất thủ, lại không thể ngăn cản được tần thị diệt vong, cuối cùng tần võ dương chỉ có thể chật vật chạy trốn. Trọng yếu hơn chính là, nhìn cường giả xuất hiện trong cuộc chiến này đi. Trần Khuynh Địch thì cũng không cần nói, Thái tử Hoành Sương hiện tại đã triệt để từ bỏ ý nghĩ so tài cùng với tên biến thái kia, trên tay cầm hai kiện đạo binh thượng phẩm của thuần dương cung, thực lực của bản thân hắn mặc dù chưa bằng các trưởng giáo của thánh địa võ đạo, nhưng bằng vào tu vi sánh ngang với đại đạo huyền quang 10 vạn dặm căn bản đã vượt qua phạm vi của thiên kiêu tuổi trẻ. Nghiêm ngặt mà nói thì có một từ khác để hình dung loại người này. Cự kinh giang hồ, mặc dù vẫn còn tranh lệch so với võ giả kích toái mệnh tinh, nhưng cho dù là ai cũng không có cách nào phủ nhận, lúc này Trần Khuynh Địch đã chân chính có vốn liếng để tung hoành thiên hạ, coi như là các thánh địa võ đạo, chỉ sợ cũng sẽ không muốn tùy tiện đắc tội hắn, có hắn ở đó, còn có sự ủng hộ của triều đình và bái hỏa ma giáo, thuần dương cung sẽ vững như bàn thạch. Mà đổi thành một vị cường giả khác, giáo chủ bái hỏa ma giáo, đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, có trời mới biết nàng sẽ kích toái mệnh tinh vào lúc nào, hơn nữa mấu chốt nhất là bái hỏa ma giáo lại đứng chung một chỗ cùng với thuần dương cung. Thuần dương cung thì đứng chung một chỗ cùng với triều đình. Nói một cách khác, bái hỏa ma giáo cũng đứng chung một chỗ cùng với triều đình. Như vậy thì còn làm cộng lông. Cuối cùng, ở bên triều đình xuất thủ là thần võ hầu tổng nguyên soái phi hùng quân, mà phần tin tức này mới khiến cho Thái tử Hoành Sương cảm thấy ra đầu tê dại, một mặt là sự tinh nhuệ cùng với khủng bố của phi hùng quân, tần thị nhất tộc tuyệt đối không được tính lại yếu, đệ tử tinh anh của tần thị cũng có tu vi và thực lực, nhưng cho dù là như vậy, vẫn bị phi hùng quân nghiền ép như cũ. Một mặt khác thì là thần võ hầu nam thần võ, đậu xanh rau má, đại đạo huyền quang 20 vạn giảm, mặc dù ngoại nhân không biết, nhưng Thái tử Hoành Sương còn có thể không biết hay sao, cha của hắn, hoàng đế đại chu đương thời, tu vi bất quá cũng chỉ là đại đạo huyền quang 20 vạn giảm. Nếu đánh cùng với nam thần võ, thắng bại chỉ sợ là vẫn sẽ chia 5 năm. Nhưng làm ơn, nam thần võ chỉ là một vị vương hầu đại càn, mà phụ hoàng nhà mình lại là chiến lược mạnh nhất mà đại chu hiện có. Tổng hợp lại những thứ này, thái tử hoành xương rơi vào bên trong nghi hoặc thật sâu, phụ hoàng rốt cuộc là dựa vào cái gì mà cảm thấy chúng ta có thể phục hồi vương triều. Trước kia hắn có tu vi không cao, có rất nhiều chuyện hắn không rõ ràng, chỉ cảm thấy phụ hoàng nhà mình ở trong hỏa luyện kim đan cũng là cường giả, ở dưới kế hoạch lôi kéo và liên hợp là cũng có hy vọng phục hồi vương triều, nhưng bây giờ xem ra, phục hồi bằng niềm tin sao? Thực lực của Đại Chu và Đại Càn hoàn toàn không ở bên trên một cái cấp độ, phục hồi vương triều. Thật là một trò đùa, không được, cứ tiếp tục như vậy sẽ tuyệt đối không xong. Chương 754, hướng dẫn cách yêu đương. Thái tử Hoành Sương vừa tiếp tục xem tư liệu ở bên trên hồ sơ, vừa tự lẩm bẩm ở trong này tuyệt đối có chỗ nào không thích hợp, Phụ Hoàng không phải là người ngu, sẽ không có khả năng nhìn không ra tranh lệch to lớn ở giữa Đại Chu cùng với Đại Càn, lúc này muốn phục hồi Vương Triều căn bản là chuyện không thực tế. Cho dù là có sự ủng hộ của Thế Gia và Tông Phái cũng không được. Phải biết rằng Thế Gia và Tông Phái dựa vào cái gì để ủng hộ ngươi. Nếu ủng hộ ngươi, vậy đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ phải làm người dẫn đầu đi khuấy động phong vân ở Trung Nguyên, vốn lấy thực lực của Đại Chu, làm như vậy không khác gì là lấy hạt rẻ trong lò lửa, chỉ cần sơ ý một chút, liền có khả năng trực tiếp dẫn tới họa lớn ngập trời. Dù sao thì cũng có một câu nói rất hay, đánh kẻ dẫn đầu trước. Ở trong giang hồ loạn thế, bị chết sớm nhất thường thường đều là những người ra mặt sớm nhất, bởi vì ra mặt sớm nhất, cho nên cũng dễ dàng trở thành mục tiêu công kích nhất, cũng dễ dàng bị người giết chết nhất, mà lấy thực lực của Đại Chu, cũng không cần trở thành mục tiêu công kích, chỉ cần một mình đại càn cũng đủ để hủy diệt Đại Chu. Phó đạo tông sư, Hỏa luyện kim đan, Vô dụng nếu như thiên hạ an khang, vậy võ đạo tông sư cũng đủ để xưng hùng một phương, hỏa luyện kim đan cũng đủ để quét ngang giang hồ, nhưng lúc này giang hồ đã sắp trở nên hỗn loạn, không có trí cường giả kích toái mệnh tinh tỏa chấn, chỉ sợ là căn bản không được gọi là vững như bàn thạch, nếu sơ ý một chút, nói không chừng sẽ chính là một trận tai họa ngập đầu. Người nhìn tần thì có cường hãn hay không? Thế gia đệ nhất thiên hạ, lạc thủy có thể so với đạo binh thường phẩm, tu vi của tần võ dương sánh ngang với các trưởng giáo thánh địa võ đạo, đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, còn có một vị trưởng lão hỏa luyện kim đan khác tỏa chấn, ở trong tộc vui vẻ phồn vinh, phó đạo tông sư cũng đều có không ít, đặt ở trong 200 năm trước chính là một thế lực cực kỳ to lớn. Kết quả thì sao, còn không phải là bị người tiêu diệt, nghe nói đám đệ tử tần thị bị tần võ dương vứt bỏ, hiện tại toàn bộ bọn hắn đã bị áp giải về thành thượng kinh, đưa vào bên trong quặng mỏ ở phụ cận thành thượng kinh, tiến hành cải tạo lao động trong 80 năm, mà nguyên nhân cuối cùng còn không phải là do Tần Thị ra mặt đầu tiên hay sao? Trận chiến ở Thuần Dương Cung vừa mới kết thúc, liền chủ động đứng ra chiêu chọc Thuần Dương Cung, còn âm mưu tính toán đại càn một cách rõ ràng. Ngươi nhìn đi, còn không phải là đã xong đời rồi hay sao? Đây chính là kết quả của người dẫn đầu, ta phải cần phải đi khuyên nhủ phụ hoàng, việc nên làm hiện tại tuyệt đối không phải là lôi kéo và liên hợp, dẫn động giang hồ loạn thế, mà là tiến hành ẩn nấp, thậm chí là chủ động đầu nhập vào ba mạch đạo, Phật ma, hạ thấp thân phận, giả bộ yếu đuối để mê hoặc đối phương mới đúng. Vẫn là câu nói kia, đại chu quá yếu, đặt ở trăm năm trước, thậm chí là đặt ở mười năm trước, vào ba năm trước đây, đại chu cũng đều có tư cách khuấy động phong vân, bởi vì giang hồ lúc kia vẫn còn có xu hướng ổn định, cường giả không hiện thân, nhưng lúc này đã sắp loạn thế, đại chu nếu như lại làm như vậy, có trời mới biết vào một ngày nào đó liền bị người ta làm tài liệu giảng dạy mặt trái mà tiếu trừ. Ý niệm tới đây, Thái tử Hoành Sương làm sao còn ngồi vững được, trực tiếp ôm lấy hồ sơ ở trên bàn, vội vã đi về phía hoàng cung của phụ hoàng nhà mình, muốn nói ra sự lo lắng và dự định của bản thân cho phụ hoàng, tranh thủ khiến cho phụ hoàng cải biến phương châm trong tương lai. Nhưng mà đã bắn cung làm sao có thể quay đầu tiến? Hiện tại Trần Khuynh Địch rất buồn giàu, nhưng trong lúc buồn giàu đồng thời lại có mấy phần đắc chí. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Mỗ ta được tỏ tình a, hơn nữa còn là được sư muội của mình tỏ tình điều này nói rõ cái gì giải thích rằng ta đã không phải là kẻ độc thân kia thân làm người thay mặt trưởng giáo thuần dương cung có tiền có nhà có địa vị cực cao thực lực cũng không tệ lại còn có bạn gái đây cũng được coi như là đỉnh cao của cuộc sống rồi chứ hắc 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 vừa phát ra tiếng cười quái dị nếu để cho người khác nghe được tuyệt đối sẽ cảm thấy chán ghét trần khuynh địch vừa lăn qua lăn lại trên giường lớn ở trong gian phòng của mình nói thật là trong hai ngày này hắn cũng đều không có tu luyện chuyện này đối với một người xuyên việt từ trước đến nay vẫn luôn cố gắng phấn đấu như hắn mà nói cũng chính là lười biếng xưa nay chưa từng thấy ách không thể lại như vậy không sai trần khuynh địch ta nói như thế nào cũng đều là nam nhân mặc dù không biết vì sao đêm hôm đó bản thân lại ngất đi không giải thích được nhưng dù nói như thế nào là cũng đã được tỏ tình vào thời điểm này nên chủ động bước ra một bước kia sau đó lại làm như này như này ấy như thế có gấp quá hay không vừa mới được tỏ tình mà làm như vậy không khỏi cũng quá nhanh tối thiểu cũng phải chờ thêm mấy tháng mới đúng chứ là như vậy sao a à, a à, à. hệ thống người có loại hình thư tịch như hướng dẫn cách yêu đương hay không tích báo cáo ký chủ không có thật vô dụng tích báo cáo ký chủ hừ không biết vì sao luôn cảm thấy tâm tình của hệ thống không phải là rất tốt hẳn là ảo giác kha 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 trần Khuynh địch tiếp tục lăn qua lăn lại ở trên giường vốn dĩ ít nhiều hắn còn có một chút chờ mong chờ mong phượng tiên sư muội nói không chừng sẽ còn tới lần thứ hai bất quá khiến cho hắn có một chút thất vọng là mãi cho đến khi thái dương kim tuyền trở lại thuần dương cung phượng tiên sư muội cũng đều không có đến lần thứ hai không bằng nói là bao gồm cả ba người dương xuân trần tiêm tiêm lạc tương tư bốn nữ cũng đều không có xuất hiện thái thường trưởng lão thái thường trưởng lão hà nhìn một vị trưởng lão thuần dương cung mặt nở nụ cười nhanh chân chạy vào vạn thọ cung Long Thiên Tứ nằm ở trên ghế lão gia, thành thơi phơi nắng, thưởng thức linh trà, vừa rồi còn ăn hai trái dưa hấu nhíu nhíu mày, lộ ra thần sắc bất mãn. Tiểu Trương à, chớ quên thân phận của ngươi, ngươi bây giờ là trưởng lão Thuần Dương Cung, mà Thuần Dương Cung chúng ta nói như thế nào cũng là một trong mười đại thánh địa võ đạo Trung Nguyên, coi như ở nơi này không có người ngoài, chúng ta cũng phải bảo trì phong độ của thánh địa võ đạo, gặp chuyện không sợ hãi, giống như là lão phu vậy, đã biết chưa? Không phải, Thái Thượng trưởng lão, là đại hỷ sự a? À? Cái gì là đại hỷ sự? Long Thiên Tứ nhếch miệng, tiếp tục giảng giải, so với tin tức tốt, ta càng ưa thích nghe được tin tức xấu, bởi vì chỉ có nghe đến tin tức xấu, ta mới biết được là ta rốt cuộc đã làm sai chỗ nào, cũng có cơ hội kịp thời sửa lại, mà thân làm trưởng lão thuần dương cung, đây cũng hẳn là tố chất cơ bản mà các ngươi nên có. Người thay mặt trưởng giáo đã trở về. Chương 755, khó xử. ô, Long Thiên Tứ không hề hay biết, tiếp tục nói, người thay mặt trưởng giáo cái gì mà người thay mặt trưởng giáo, thuần dương cung chúng ta cho tới bây giờ chỉ có trưởng giáo, đáng tiếc là không biết trưởng giáo đã đi đến nơi nào, đành phải để cho tên tiểu tử thúi trần khuynh địch kia cái địch. Tên tiểu tử thúi trần khuynh địch kia đã trở về, tới đâu rồi, đã đến phi tiên nhai trong môn, đậu xanh rau má, long thiên tứ giật mình một cái, trực tiếp từ nhảy dựng từ trên ghế lão ra, hét to, vì sao ngươi không nói sớm. Trưởng lão, nhanh nhanh, mau đi ngăn chặn tên tiểu tử thúi kia cho ta, lão phu muốn thu thập một chút. À, ờ, sau khi dạng đối thoại như vậy trôi qua, vào thời điểm Trần Khuynh Địch tràn đầy vui vẻ trở lại thuần dương cung, liền thấy được Long Thiên Tứ mặt mũi tràn đầy trang nghiêm ở trong vạn thọ cung. Chỉ thấy Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ đang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn vạn thọ cung, ở trên mặt đất viết bốn chữ lớn hăng hái cố gắng, ở bên trên vách tường chung quanh cũng khắc mấy hàng chữ lớn như không đột phá không ra khỏi cửa, hôm nay thề phải mở ra đại đạo tuyệt đối không thể cô phụ kỳ vọng của tông môn đối với mình. Mà ở trong vạn thọ cung, cho dù là một chút xíu đồ vật hưởng là cũng đều không có, Long Thiên Tứ ngồi ngay ngắn ở trong đó, phảng phất như là một vị tu sĩ khổ tu vậy, thấy vậy Trần Khuynh Địch cũng hơi ngẩn người một chút. Cái đệch, đây chính là Long Thiên Tứ lão thất phu. Ha ha, không đợi Trần Khuynh Địch tỉnh táo lại, Long Thiên Tứ vốn đang nhắm nghiền hai mắt đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân khí thức bộc phát ầm ầm, mặc dù vẫn bảo trì hình người như cũ, nhưng ở trong mắt của Trần Khuynh Địch, long thiên tứ lại phảng phất như hóa thành một đầu thần long vọt thẳng vào vận mệnh tinh không long thiên tứ ta bế quan đến ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã đột phá cảnh giới sáng tạo ra thương long thất thúc kinh lưu giữ ở bên trong tàng kinh điện của tông môn mở đường cho hậu nhân bây giờ đã công thành viên mãn mở ầm ầm hư không nứt ra vô tận tinh quang triển khai ở sau lưng long thiên tứ chỉ thấy một đầu thần long hiện ra từ trên đỉnh đầu của long thiên tứ phần đuôi rơi vào trong nê hoàn cung của hắn Thân rồng hùng vĩ đâm thẳng vào tinh không, đầu rồng ngẩng lên trời gầm thét, mà ở trong vận mệnh tinh không, một quả đại tinh sáng chói cũng lấp lánh theo đó. Đó là vận mệnh tinh thần của Long Thiên Tứ. Từng vị võ giả đều có vận mệnh thuộc về mình, kích toái mệnh tinh, không chỉ là đột phá cảnh giới, càng là một bước thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh, chỉ có như vậy mới có thời cơ siêu thoát, mà Long Thiên Tứ bây giờ xem như đã chân chính bước ra một bước ở trên con đường siêu thoát này. Giống thần long bay ngang qua hư không, xuyên qua trời cao, trực tiếp quét sạch vạn dặm tinh không, cho dù vậy thanh thế vẫn không giảm như cũ, sau khi đột phá vạn dặm liền tiếp tục tiến tới, những nơi đi qua đánh vỡ nát vô số thiên thạch, cuối cùng kéo dài đến khoảng 4 vạn dặm mới xem như là kiệt lực, chậm rãi ngừng lại. Thần Long dừng lại vặn vẹo thân thể, thân rồng, đầu rồng, chảo rồng, toàn bộ đều hóa thành một đoàn ánh sáng chói mắt, cuối cùng ngưng tụ thành một, hóa thành một đạo đại đạo huyền quang bốn vạn dặm lấp lánh ở trên đỉnh đầu của Long Thiên Tứ, mà khí thức của Long Thiên Tứ vào thời khắc này cũng bắt đầu tăng lên điên cuồng. Đại đạo huyền quang bốn vạn giảm, độ khống chế lực lượng 14 thành, phu, không uổng công lão phu bế quan một mực cho đến bây giờ. Ồ, tên tiểu tử thúi ngươi đã trở về, khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan một cái, không có phản bác ngoài ý liệu, mà là dùng vẻ mặt ôn hòa nói ra, từ thời điểm ta rời đi thái thượng trưởng lão vẫn bế quan tại vạn thọ cung hà. Không sai, Long Thiên Tứ nói một cách chính đáng, lão phu thân làm đệ nhị cao thủ của thuần dương cung, sao có thể lười biếng. Tên tiểu tử thúi người rời đi, ta chính là trụ cột của thuần dương cung, cho nên ta đương nhiên phải cố gắng tu luyện, đáng tiếc là cho đến bây giờ lão phu mới có thể mở ra đại đạo huyền quang. Đây đương nhiên là đang lừa dối. Trên thực tế là sau trận đại chiến thuần dương cung Long Thiên Tứ đã thể ngộ được rất nhiều, vào ngày thứ năm Trần Khuynh Địch rời đi hắn át có niềm tin đột phá, nhưng hắn đã cứng rắn đẻ ép không đột phá, không phải là vì để ứng phó với loại tình huống đột ngột này hay sao? thì ra là thế. Trần Khuynh địch đặc biệt kính nể gật gật đầu nói, không ngờ được thái thượng trưởng lão lại quan tâm thuần dương cung như thế, trong lòng của ta cảm thấy rất an ủi a. À. đâu có, đâu có, không không không, thái thượng trưởng lão thực sự là tấm gương mẫu mực của chúng ta, ta hẳn là nên học tập ngươi a. À. ha 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 ha, Long Thiên Tứ cười to, đồng thời ở trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra rốt cuộc đã lừa dối thành công. À đúng rồi, Trần Khuynh Địch vừa mới còn rồi tán dương Long Thiên Tứ xoay chuyển lời nói, ghế dựa lão gia của thái thượng trưởng lão đâu? Ồ, Long Thiên Tứ vừa mới thở phào nhẹ nhõm nói ra một cách sảng khoái, đã bị ta thu lại. Thì ra là thế, chính là như vậy, ha 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 ha, ha 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 ha, bầu không khí bỗng chốc lộ ra vẻ hết sức khó xử. Tại hoàng cung âm đô trong lòng đất, ở bên trong đại điện hoàng cung vĩ đại, mặc dù toàn bộ màu sắc đều là tông màu tối, nhưng đồ vật nên có thì một cái cũng không thiếu, từ quy mô kiến trúc của hoàng tộc, lại đến trang trí sang trọng của hoàng tộc, còn có đủ loại thiết bị của hoàng tộc, cùng với nhân số cấm vệ bốn phía, mọi thứ đều nghiêm cẩn đến cực hạn. Nếu có một vị thần tử đại chu ở ngàn năm trước sống lại, sau đó dạo bước ở bên trong tòa đại điện hoàng cung này mà nói, nhất định là sẽ vô cùng sợ hãi và thán phục phát hiện ra, cả tòa hoàng cung hoàn toàn giữ lại bộ dáng của đại chu vào thời điểm còn chưa diệt vong, mọi thứ đều rất chân thật, cơ hồ là giống 100% thật giống như giống như đại chu vẫn còn tồn tại như trước kia vậy vào mỗi lần đi tới tòa đại điện hoàng cung này tâm tình của thái tử hoành sương đều là ngẩng cao đầu bởi vì tòa đại điện này rộng lớn như vậy vẫn có khí thế như vậy vào thời điểm mỗi lần nhìn thấy nó thái tử hoành sương phảng phất như đều có thể nhìn thấy bộ dáng khí thôn sơn hà hùng bá trung nguyên của đại chu vào ngàn năm trước nhưng mà bây giờ sau khi thấy tòa đại điện này ở trong lòng của thái tử hoành sương không biết vì sao chỉ cảm thấy có một chút lạnh lẽo bởi vì từ phía sau tòa đại điện này, hắn thấy được một cỗ chấp niệm thật sâu giống như vong linh phục hồi vương triều. Từ ngàn năm trước sau khi bị đại càn đuổi ra khỏi hoàng vị đến nay, ở trong ngàn năm dòng giã, dòng dõi đại chu đều theo đuổi giã vọng phục hồi vương triều, tuổi thọ của võ giả là rất dài, ngàn năm nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế cũng bất quá chỉ mới trải qua hai, ba thế hệ mà thôi, loại trình độ này xa xa còn chưa đủ để xóa bỏ cừu hận, chuyện này khiến cho ở trong lòng của thái tử Hoành Sương càng thêm trầm trọng chương 756, năm thành. Hoành Sương, người tới đây để làm gì? Ách, âm thanh lớn quanh quẩn ở bên trong đại điện Hoàng Cung, Thái tử Hoành Sương giật mình một cái, lúc này mới phản ứng được, bản thân đã đi tới chỗ sâu nhất trong đại điện Hoàng Cung, ở bên trong đại điện, từng tầng từng tầng màn che rủ xuống, che đậy cảnh tượng ở chỗ cao nhất, nhưng xuyên thấu qua từng tầng màn che kia, vẫn có thể nhìn thấy như cũ, một bóng người cao lớn chính là đang đứng sừng sướng ở chỗ đó. Ấy, Thái tử Hoành Sương khẽ cho mày, thân làm thái tử đại chu, hắn vô cùng lý giải đối với phụ hoàng của mình, màn che dày đặc ở chỗ sâu nhất trong hoàng cung này, kỳ thật chính là một trong những thủ đoạn của đại chu, dùng để tạo nên một loại hình tượng thần bí và cường đại, như vậy mới có thể tăng thêm sự e ngại cùng với lòng tin đối với tương lai của thuộc hạ đối với hoàng thất. Nhưng vấn đề là, làm ơn, ta là con của ngươi a, tất cả mọi người đều biết rõ gốc tích, cần gì phải dùng màn che để che chắn ánh mắt. Trước đó phụ hoàng cũng chưa từng có tị hiềm qua bản thân ta nhưng mà lần này hắn thế mà lại làm như vậy. Chuyện gì đã xảy ra, dường như là phát giác được sự nghi hoặc của Thái tử Hoành Sương, Hoành Võ Đế Đại Chu ở phía sau màn chậm rãi mở miệng nói, không cần phải lo lắng, vi phụ chỉ là đang tu luyện một môn công pháp mà thôi, sau ít ngày nữa liền có thể công thành viên mãn. Vậy sao, Thái tử Hoành Sương lắc đầu, cũng không xoắn suýt, trực tiếp lấy ra một đống lớn hồ sơ ở trong ngực, lớn tiếng nói, phụ hoàng, lần này nhi thần tới là để đưa đến những tin tức này. Thì ra là thế, vi phụ đã biết rồi, người đi xuống đi. Phụ hoàng, thái tử Hoành xương không nghe lệnh mà tiếp tục đứng tại chỗ, gần từng chữ nói ra, những tin tức này, nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể xem cẩn thận, có quan hệ đến tương lai của đại chu chúng ta. Sự trầm mặc bao phủ nới này, toàn bộ đại điện hoàng cung cũng rơi vào sự trầm mặc trong nháy mắt, một hồi lâu sau Hoành Võ đế đại chu mới chậm rãi mở miệng nói, vậy thì vi phụ sẽ xem một chút. Một cỗ cương khí bay ra từ trong màn che, muốn lấy hồ sơ ở trên tay của Thái tử Hoành Sương đưa vào bên trong màn tre, sau đó lại là một đoạn thời gian dài im lặng, mà Thái tử Hoành Sương cũng không nóng nảy, chỉ là đứng yên lặng chờ đợi tại chỗ, cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ, thanh âm mới vang lên lần thứ hai. Tốt, khiến cho Thái tử Hoành Sương ngoài ý muốn là, tin tức vốn sẽ trực tiếp phá hủy kế hoạch bây giờ của Đại Chu, chẳng những không khiến cho ý chí chiến đấu của Phụ Hoàng nhà mình biến mất, trái lại còn tăng cao lên. Phụ Hoàng, Hoành Sương ngươi làm tốt lắm, quả nhiên, Đại Càn bây giờ đây là đang tự tìm đường chết. Lúc này chính là thời cơ tốt để đại chu chúng ta hành động. Sắc mặt của Thái tử Hoành xương lập tức đại biến, "Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, lúc này không những không phải là thời cơ tốt, mà trái lại, đại chu chúng ta hẳn là nên lập tức ẩn nấp, yên lặng chờ thời cơ mới đúng a." À. Ở dưới trạng thái tâm thần dao động hắn cũng không có để ý đến cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp cắt đứt lời nói của Hoành Võ đế. Mà vừa dứt lời, toàn bộ bầu không khí trong đại điện hoàng cung trầm xuống lần thứ hai thanh âm vừa mới rồi còn hăng hái của hoành võ đế lập tức chìm xuống dưới, chỉ chốc lát sau mới vang lên lần thứ hai, vì sao? Mời phụ hoàng hãy nghe một lời của nhi thần, thái tử hoành xương cũng không có phát giác ra được thái độ biến hóa của hoành võ đế, trực tiếp nói ra những phân tích trước đó của hắn, hoành võ đế cũng không cắt ngang, mà là lẳng lặng nghe. Thật lâu về sau, vi phụ đã hiểu được, thanh âm của hoành võ đế vang lên lần thứ hai, nhưng thái độ cũng không có cải biến ban đầu vi phụ còn tưởng rằng hoành sương ngươi đã mất đi hùng tâm tranh hùng thiên hạ nhưng hiện tại xem ra ngươi đúng là có ý nghĩ của mình điều này rất tốt mặc dù hơi có vẻ lộ ra một chút bảo thủ nhưng điều này cũng chứng minh là ngươi đã tự mình suy tư hả thái tử hoành sương hoàn toàn không cảm thấy kiêu ngạo bởi vì lời tán dương của hoành võ đế không bằng nói hắn còn cảm thấy một chút nhân tố bất an từ trong những lời này nhưng mà quả nhiên là thế giống như lời nói của vi phụ trước đó cái ý nghĩ này vẫn là quá bảo thủ rồi, đại chu chúng ta xa xa cũng không có yếu như ngươi tưởng tượng, bây giờ đại càn gây thù hẳn bốn phía, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết, mà trước đây không lâu, vi phụ đã tìm được một nhóm minh hữu đáng tin, bây giờ chính là cơ hội của đại chu chúng ta. Xin hỏi phụ hoàng, đến tột cùng là cơ hội gì? Đương nhiên là cơ hội đẩy đại càn vào hố lửa thêm một bước. Nói đến đây, thanh âm của hoành võ đế không tự chủ được cất cao lên, tin tức ở trong đống hồ sơ này là vẫn không được đầy đủ, Hoành Sương, Vi Phụ sẽ nói cho ngươi biết, ngay vào thời điểm triều đình liên thủ cùng với Thuần Dương Cung và Bái Hỏa Ma Giáo, trong lúc hủy diệt Tần Thị, Thánh Thượng Đại Càn cũng đã giao thủ với rất nhiều trí cường giả ở Trung Nguyên. Hả, người thắng là Thánh Thượng Đại Càn, nhưng các trí cường giả cũng tìm ra nhược điểm của Thánh Thượng Đại Càn, hắn hôm nay đã không còn là hắn 300 năm trước. Năng lực trưởng khống của hắn đối với Tổ Long Trung Nguyên đã giảm xuống trên phạm vi lớn, điều này cũng cho chúng ta cơ hội, chỉ cần có thể tách Tổ Long Trung Nguyên và hắn ra đại càn sẽ diệt phong không thể nghi ngờ mà phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ có lẽ là có không ít thế gia và tông phái nhưng sau khi tần thị diệt phong có thể so sánh cùng với đại chu chúng ta có năng lực thành lập một nước lại là lác đác không có mấy về phần những thánh địa võ đạo kia không những sẽ không tranh phong cùng với chúng ta trái lại còn sẽ giúp đỡ chúng ta đối kháng với uy hiếp có khả năng đến từ bốn đại biên hoang cho nên chỉ cần đại càn diệt phong đại chu chúng ta sẽ thuận thiên mà đi phần thắng phục quốc chí ít là có đến năm thành Thái tử Hoành Sương không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, nghe được con số năm thành này, hắn liền hiểu, phụ hoàng của hắn cũng không bị thế cục làm cho choáng váng đầu óc, không bằng nói phụ hoàng trái lại là rất thanh tịnh. phụ hoàng là đã cẩn thận tính toán qua, mưu đồ. Năm thành đã đầy đủ để cho phụ hoàng hắn mạo hiểm. Nhưng mà gặp quỷ, phụ hoàng, coi như muốn hành động như vậy, chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm người dẫn đầu, tốt nhất là chờ đến thời điểm có người xuất thủ chặt đứt tổ long trung nguyên trước, chúng ta lại ra tay hưởng ứng. Không được, hoành võ đế lập tức bác bỏ đề nghị của thái tử hoành xương, người dẫn đầu mặc dù có rủi ro rất lớn, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, không trải qua đầy đủ mưa gió, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng. Chỉ có làm người xuất thủ đầu tiên, đại chu chúng ta mới được các phe ủng hộ, cũng chỉ có làm như vậy, mới có hy vọng phục quốc. Thế nhưng mà, đủ rồi, hoành võ đế vung tay lên, áp lực nặng nề giáng xuống từ trên trời, trực tiếp khiến cho thái tử hoành xương ngậm miệng lại. Người đã làm rất tốt rồi, lui ra đi chương 757, giá trị tham khảo. Trở lại thuần dương cung cũng đã được hai ba ngày, lão thất phu long thiên tứ đã bị Trần Khuynh Địch đuổi về trưởng lão điện, sau đó hắn lại bắt đầu bế quan hai ngày một đêm. Mà ở trong hai ngày một đêm hắn đều đang suy tư về một cái vấn đề. Không thể bỏ mặc sự tình tỏ tình trước đó a bất kể nói như thế nào thì chính mình cũng đã được phượng tiên sư muội tỏ tình, mà về tình về lý nếu như bản thân giả bộ không biết, cứ để người ta phơi ở nơi đó mà nói, cũng quá không phải là nam nhân, nhưng không thể không thừa nhận. Trần Khuynh Địch không có một chút kinh nghiệm nào đối với chuyện này. Làm như thế nào để đối mặt với một cô gái đã tỏ tình với mình? Có lẽ sẽ có người nói rất dễ dàng, dứt khoát nhận lời đi. Có một người bạn gái xinh đẹp như thế người còn có gì bất mãn hay sao? Nhưng người nói như vậy phần lớn đều là sử nam, còn ở trong thực tế thì không dám tiếp nhận. Trong này cần phải nói đến một điểm rất mấu chốt, đó chính là người chưa từng yêu đương qua, cùng với người muốn yêu đương nhưng lại chưa dám nói, đây là hai loại hình hoàn toàn khác biệt, người trước khi lọt vào thời điểm bị tỏ tình sẽ không biết phải làm sao, phản ứng đầu tiên thật ra là không dám tiếp nhận, mà người sau thì sẽ làm mừng rỡ như điên. Nếu như Trần Khuynh Địch là người sau thì sẽ hoàn toàn không cần phải xoắn xuýt. Nhưng rất đáng tiếc, Trần Khuynh Địch thân làm người trước, lúc này là hoàn toàn mê mang, hắn không ghét doanh Phượng Tiên, đây là một điểm không thể nghi ngờ, nhưng đây rốt cuộc có phải tình yêu hay không? Trọng yếu hơn chính là, đối với những người chưa từng yêu đương mà nói, bản thân của yêu đương là rất thần thánh, theo một ý nghĩa nào đó đối với loại người chưa từng bị đả kích này, cái nhìn đối với yêu đương trên cơ bản là ngang hàng với kết hôn, tin rằng ai cũng đã từng có cái thời kỳ này, muốn có một lần yêu đương không ly biệt. Cho nên ý nghĩ lúc này của Trần Khuynh Địch chính là như thế này, nếu như tiến hành yêu đương, vậy sẽ phải kết hôn, nếu như kết hôn, vậy sẽ phải sinh con, nhưng mà hắn có thể gánh vác được trách nhiệm cùng với gánh nặng của một gia đình hay sao? Hắn có phần năng lực kia hay sao? thuần dương cung bây giờ sẽ cho phép hắn làm như vậy sao nếu như muốn yêu mà nói chuyện lần trước xảy ra là ngoài ý muốn lần này có phải là nên đến phiên mình tỏ tình chính là phức tạp như vậy nếu không thì hãy tìm một người có kinh nghiệm a à, trần khuynh địch bắt đầu suy tư nghiêm túc đầu tiên là trưởng bối nhắc đến yêu đương người bình thường đều sẽ tìm trưởng bối có kinh nghiệm để trưng cầu ý kiến về cái phương diện này điều này là đương nhiên nhưng mà ở thuần dương cung lại có chỗ khác biệt muốn hỏi vì sao ư Nghĩa phụ tiện nghi căn bản chính là một sử nam, lão thất phu long thiên tứ kia lớn tới mức này rồi cũng không có ai thèm, trưởng lão ở bên trong trưởng lão điện có vợ cũng đều là có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Một chút giá trị tham khảo cũng đều không có, đây chính là sự khác biệt của tông môn cùng với thế gia. Thứ thế gia xem trọng là huyết thống, vì kéo dài huyết thống, trên cơ bản kết hôn sinh con và yêu đương là một chuyện rất bình thường, mặc dù ở trong này có khả năng không được yêu đương tự do, nhưng ít nhiều là vẫn có giá trị tham khảo nhưng tông môn thì lại không giống tông môn thì xem trọng truyền thừa so với yêu đương càng coi trọng tu vi cùng với tiến bộ của đệ tử tông môn hơn nữa rột từ trên nóc rột xuống đám người ở trưởng lão điện kia không có vợ liền tuyên truyền cái tư tưởng này cho quần thể đệ tử ở bên trong thuần dương cung lần trước trần khuynh địch còn chứng kiến qua dạng quảng cáo này có lẽ tư chất của ngươi không tốt nhưng ngươi có thể thừa dịp thời điểm người khác nói yêu thương mà tiến hành tu luyện không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền chỉ cần thật sự cố gắng ngươi cũng có thể trở thành trưởng lão tông môn. Bảy người là đây chứ đâu? Trừ phi ở bên trong tông môn xuất hiện đệ tử đặc biệt có thiên phú, đáng giá cho tông môn coi trọng, dùng hôn nhân nối liền hắn với tông môn thành một thể, nếu không thì ở dưới tình huống bình thường thì tông môn sẽ không khuyến khích đệ tử yêu đương, cho nên ý nghĩ đến hỏi thăm các trưởng lão đã bị Trần Khuynh Địch từ bỏ trong vòng 2 giây. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi tìm các đệ tử để thương lượng. Khác biệt cùng với các trưởng lão đã không còn hy vọng gì, đệ tử thuần dương cung nói như thế nào cũng là tài tuấn trẻ tuổi, dù là ở bên trong tông môn không nói lời yêu đương, nhưng vào thời điểm chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, nói không chừng là gặp được đối tượng vừa mắt, đệ tử đã yêu đương qua kỳ thật cũng không hề ít, rất có giá trị tham khảo. Nhưng vấn đề là, ta thế nhưng lại là người thay mặt trưởng giáo thuần dương cung A. Thân phận của Trần Khuynh Địch chính là cung chủ vạn thọ cung uy danh hiển hách trên giang hồ, người thay mặt trưởng giáo thuần dương cung, nếu như Trần Khuynh Địch hạ mình đi tìm đệ tử tông môn để trưng cầu ý kiến yêu đương mà nói. Hình tượng cao thâm mạc chắc mà bản thân ta thật vất vả mới tạo dựng lên được coi như sẽ biến thành nước chảy về biển đông. Cho nên cái phương án này là cũng không được, không sai, không thể tới tìm những đệ tử bình thường kia, thậm chí là đệ tử chân truyền cũng không được, nhất định phải là loại người hiểu rất rõ ở giữa hai bên, cho dù trưng cầu ý kiến yêu đương cũng sẽ không phá hư hình tượng của Trần Khuynh Địch ta, hơn nữa còn phải có đầy đủ sự tín nhiệm mới được nói thí dụ như lạc tương tư trần tiêm tiêm nếu như là các nàng thì nhất định sẽ lý giải sự phiền não của ta hơn nữa còn sẽ cho ra đề nghị hợp lý mặc dù nói là nói như vậy nhưng phượng tiên sư muội rất quen thuộc với các nàng hơn nữa luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng cho nên cái này thuộc về phương án cần cân nhắc còn có người nào khác hay không trần khuynh địch ta anh minh một đời chẳng lẽ là liền không có một người bằng hữu nào có thể tiến nhiệm không chỉ không lắm miệng hơn nữa còn có kinh nghiệm yêu đương phong phú nhìn qua còn đặc biệt đáng tin sao à trong cái chấp nhoáng này trong đầu của trần khuynh địch lóe lên linh quang đúng vậy không phải là còn có một người hay sao sau khi nghĩ thông suốt điểm này trần khuynh địch liền lập tức lựa chọn xuất quan sau đó cho nên nói đại nhân bởi vì được phượng tiên tiểu thư tỏ tình kết quả không biết nên làm sao để đáp lại nghĩ tới nghĩ lui phát hiện ra chỉ có ta là có thể tin tưởng cho nên liền tới chỗ của ta đúng không đúng thế khóe mắt của quỷ ảnh run rẩy nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Trần Khuynh Địch, luôn cảm thấy có một cỗ tà hỏa bốc lên ở trong lòng, nếu như không phải hiện tại tu dưỡng của nàng vô cùng tốt, nói không chừng sẽ trực tiếp dậm chân giận dữ lao tới đấm vào cái bản mặt của người đàn ông này. chương 758, bất lực, ông trời ơi, ở trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ là không có giờ khác nào là không đang làm việc, đầu tiên là Đông Hải, vì một lần nữa chỉnh hợp cẩm y vệ Đông Hải nàng đã điên cuồng làm thêm giờ. Tiếp theo là trận đại chiến thuần dương cung, một lần kia nếu như không phải là có nàng xuất lực, bái hỏa ma giáo làm sao có thể kịp thời nắm chắc thời cơ xuất hiện ở Thái Hoa Sơn. Tiếp theo là trận chiến ở Lạc Thủy vào trước đây không lâu, nếu không phải là nàng để cho cẩm y vệ truyền tin tức qua lại, ở phía triều đình có nam thần võ hiện thân thì cũng thôi đi, nhưng làm như thế nào lại mang theo nguyên một đội phi hùng quân. Mặc dù quỷ ảnh một mực không lộ diện, nhưng Trần Khuynh Địch có thể một mực thuận lợi như vậy, ở phía sau tuyệt đối là có một phần công lao của quỷ ảnh. Thật vất vả mới hoàn thành mọi việc bản thân quỷ ảnh cũng muốn thả lỏng bản thân một chút sau khi an bài tốt sự vật của cẩm y vệ nàng dự định trở về thái hoa sơn chuẩn bị nghỉ ngơi một hai tuần thật tốt thuận tiện tu luyện một phen nhìn xem có thể khiêu chiến cảnh giới võ đạo tông sư hay không mọi thứ đều là hoàn mỹ như vậy nhưng kết quả thì sao tên gia hỏa trần khuynh địch này thế mà lại chạy đến khoe khoang với mình chuyện này quỷ ảnh ngươi nhìn qua cũng không nhỏ tuổi lại không giống như đám người trưởng lão điện kia xem ra nhất định là đã từng yêu đương qua a hãy cho ta một lời đề nghị có được không cái gì gọi là nhìn qua cũng không nhỏ tuổi ta đây là ngụy trang ngụy trang đó có biết hay không từ góc độ võ giả mà nói thì ta còn rất trẻ đấy nhận lời thì không được sao ách Trần khuynh địch lộ ra vẻ khó xử nói ta chính là muốn trưng cầu ý kiến về điểm này a à? nếu nhận lời mà nói người cảm thấy ta phải nói như thế nào với phượng tiên sư muội a à? chẳng lẽ là trực tiếp đi qua nói ta cũng thích muội hay sao như vậy có phải là quá qua loa hay không À, gần đây Phượng Tiên Sư muội cũng không tới tìm ta, có phải là nàng đã tưởng rằng ta từ chối nàng? À, 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 à. quỷ ảnh ý thức được lần thứ hai, người nam nhân Trần Khuynh Địch này, thực sự là siêu phiền toái. Nói một cách khác, Phượng Tiên Tiểu Thư tỏ tình đối với ngài, mà bởi vì nguyên nhân đại nhân quá mức bất lực, ngất đi tại chỗ vào đêm hôm đó, sau khi hai mắt khép lại và mở ra, lại phát hiện ra Phượng Tiên Tiểu Thư đã rời đi. Hơn nữa về sau không biết vì sao lại một mực đều không có tới tìm ngài đúng không? không cần nói tới hai chữ bất lực, muốn ta cho lời khuyên sao, quỷ ảnh chập lưỡi, tùy ý nói ra, chỉ cần chạy qua và nói với Phượng Tiên Tiểu Thư là ta thích muội là được rồi. Nói thật, quỷ ảnh hiện tại cùng với lúc sớm nhất đã không đồng dạng, sinh sống ở Thuần Dương Cung trong một thời gian dài, hiểu rõ nhiều đối với Trần Khuynh Địch, nói thật thì ở trong loại chuyện này nàng lại càng khó bảo trì kinh ý đối với Trần Khuynh Địch, theo thời gian trôi qua, bây giờ nàng ở trước mặt Trần Khuynh Địch đã phi thường tùy ý nếu không thì nàng cũng sẽ không nói ra những lời như bất lực cho dù đây là sự thật điều này làm sao có thể nhìn đi đó là sự thật a à, Quỷ ảnh hít vào một hơi thật sâu đè xuống tà hỏa ở trong lòng khẽ cười nói vì sao lại không thể đây vì sao cả người của trần khuynh địch đều có một chút hốt hoảng khoát tay áo nói vậy chuyện kia người nghĩ đi loại chuyện tỏ tình này là rất nghiêm túc cần phải hết sức chăm chú mà ta lại chưa chuẩn bị một chút nào các loại hình lựa chọn thời điểm Bầu không khí cũng rất trọng yếu, nếu tùy tiện tỏ tình mà nói chẳng phải là rất không có thành ý. Nói đến cùng cũng chính là bất lực a, à? không nên nói hai chữ kia nữa. Thôi được rồi, Quỷ Ảnh đặt hai tay lên bàn, khuỷu tay đè lên mặt bàn, hai tay khoanh lại, dựa cái cằm vào trên MU bàn tay, gần từng chữ nói ra, để ta truyền đạt thay cho ngài thì như thế nào? Nếu ngài không muốn, thì để cho ta giúp ngài truyền đạt thì như thế nào, nói rằng ngài cũng thích Phượng Tiên tiểu thư. Ồ Trần Khuynh Địch lập tức cảm thấy thế giới quan bị trùng kích. Để cho quỷ ảnh giúp bản thân mình truyền đạt lời tỏ tình. Điều này có ý tứ như thế nào? Phải biết rằng cứ như vậy bản thân mình cũng không cần phải đích thân đi tỏ tình, không cần lo lắng vào thời khắc mấu chốt bị cự tuyệt. Vậy thì, đây không phải là lời đề nghị tương đối có tác dụng hay sao? Bất quá phải nói trước, quỷ ảnh mỉm cười, xoay chuyển lời nói, nếu như là do ta thay ngài truyền đạt mà nói, có thể sẽ bị phượng tiên tiểu thư coi là không có thành ý a. À. Cứ như vậy nói không chừng sẽ bị nói như thế này, vì sao lại không tự mình đến tỏ tình đây? Lại nhờ người khác tới tỏ tình, nếu là ta thì ta cũng sẽ không tiếp nhận. Trần Khuynh Địch, đúng thế, nếu như xảy ra tình huống như vậy thì độ thiện cảm sẽ rất xuống không phanh a. À. A, à, không được, không thể làm như vậy, đúng là không thể làm như vậy, quỷ ảnh cười cười, tiếp tục đề nghị, vậy không bằng viết thư thì như thế nào? Chuẩn bị một phần công pháp có tác dụng lớn đối với Phượng Tiên tiểu thư sau đó ở trang cuối cùng của công pháp, viết lên tin tức tỏ tình cùng với tâm tình của mình, vào thời điểm Phượng Tiên Tiểu Thư xem hết công pháp, sẽ nhìn thấy lời tỏ tình của ngài. Suy nghĩ kỹ một chút, đây là lễ vật do ngài tỉ mỉ chuẩn bị vì Phượng Tiên Tiểu Thư, cuối cùng ở trong lễ vật còn mang theo lời tỏ tình mà nói, từ góc độ phái nữ mà nói hẳn là sẽ khiến cho nội tâm rất xúc động a à. à. nói thật đây kỳ thật cũng không phải là biện pháp vô cùng cao minh gì. Nhưng mà đối với Trần Khuynh Địch hai đời sử nam mà nói, cái biện pháp này đã đủ để cho hắn kinh động như gặp người trời. Ngươi là thiên tài sao? Ta đã sớm nói ta là chuyên gia tình yêu a. À? Được, liền quyết định như vậy. Nói đến đây, quỷ ảnh lại đột nhiên hỏi, bất quá nói đến, ngài có công pháp có thể làm lễ vật sao? Hả, trong cái chấp nhoáng này ở trong đầu của Trần Khuynh Địch hiện lên vô số suy nghĩ. Doanh Phượng Tiên, Thánh Nữ Bái Hỏa Ma Giáo, tu luyện tuyệt thế thần công bảo điển nhị nguyên nhất khí chân thần, mà tuyệt thế thần công ở trên người của mình chỉ có hai loại, một cái là đại thuần dương công không có khả năng đưa ra ngoài một cái khác là âm dương hồng lô quyết ý cảnh ở bên trên trùng lập cùng với bảo điển nhị nguyên nhất khí chân thần không có một chút ý nghĩa nào nói một cách khác là không có lạch cạch chân của trần khuynh địch mềm nhún kém một chút nữa là trực tiếp quỳ ngồi ở dưới đất xem ra là cái phương án này cũng không được giống như là thế ha ha quỳ ảnh mỉm cười phảng phất như là đang nhìn con mồi dần dần rơi vào bẫy dập của thợ săn vậy tiếp tục nói, đương nhiên là còn có rất nhiều phương án hay, nhưng tha thứ cho ta nói thẳng, đại nhân ngài hẳn là không thể giải quyết được. Trần Khuynh Địch đã bị chiếu tướng, cho nên ta cảm thấy đại nhân vẫn nên trực tiếp tỏ tình thì tốt hơn. chương 759, phơi bày, Trần Tướng đã được phơi bày, không sai, nói đến cùng quỷ ảnh căn bản là không có nghĩ tới việc để cho Trần Khuynh Địch đi tỏ tình quanh co lòng vòng. Dù sao thì nàng cũng đã khắc sâu nhận thức về trình độ phiền phức của người đàn ông này, nếu như vòng vo mà nói, có trời mới biết hắn có thể lại tới quấy rầy ngày nghỉ mỹ hảo của bản thân hay không, cho nên nàng muốn dùng một hơi giải quyết cái phiền toái này. Dùng cách tỏ tình trực tiếp nhất, hơn nữa lấy sự hiểu rõ của quỷ ảnh, chỉ cần Trần Khuynh Địch tỏ tình, khả năng thất bại gần như là bằng không. Đại nhân, vì tăng cường lực áp bách, quỷ ảnh trực tiếp dựa vào cái bàn đứng dậy, nghiêm túc nói, phải biết rằng, tỏ tình là nghĩa vụ của nam nhân A. Nếu như dùng một chút thủ đoạn nhỏ, sẽ chỉ làm cho nữ giới cảm thấy không có thành ý, Lúc này, chỉ cần nói một câu tỏ tình trực tiếp và đơn giản nhất. Đối với nữ giới mà nói, đây mới là lãng mạn thật sự. Ách, à, là, là như vậy sao? Lực áp bách từ lời nói của quỷ ảnh là có hiệu quả rất rõ. Rõ ràng tranh lệch ở bên trên tu vi là ngày đêm khác biệt, thân phận và địa vị cũng là hết sức cách xa, nhưng Trần Khuynh Địch lại bị khí thế của quỷ ảnh áp đảo hoàn toàn, nhìn hai mắt của quỷ ảnh, ở trong đầu của hắn chỉ còn lại có quả nhiên là không nên sợ hãi như vậy, chủ động tỏ tình mới là cách làm đúng. Nghĩ như vậy, hắn thậm chí là quên mất sự xoắn suýt lúc ban đầu, bản thân rốt cuộc có thích doanh phượng tiên hay không. Thế nhưng mà, không có thế nhưng gì cả. Quỷ ảnh trực tiếp cắt đứt sự giấy dụa sau cùng của Trần Khuynh Địch, vì ngày nghỉ mỹ hảo, mặc dù ở trong lòng hơi có một chút khó chịu, nhưng nàng vẫn quả quyết nói ra, ngày mới vừa rồi ta đã phát tin tức cho phượng tiên sư muội lời kế tiếp liền từ đại nhân ngài đích thân nói với phượng tiên tiểu thư đi. Trần Khuynh Địch, không không không, ta còn chưa có làm tốt chuẩn bị tâm lý a Loại thời điểm này hẳn là, đông đông đông, lời còn chưa dứt, cửa gian phòng của Quỷ Ảnh liền truyền đến âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng, nương theo mà đến còn có giọng nữ mà Trần Khuynh Địch quen thuộc đến cực điểm. "Quỷ Ảnh tiên sinh, ngươi nói là có chuyện rất trọng yếu muốn báo cáo, là chuyện gì?" "Có quan hệ cùng với bái hỏa ma giáo sao? Ta tiến vào được chứ?" Lạch kẹt, cửa gian phòng mở ra ầm ầm, Trần Khuynh Địch muốn chạy trốn, nhưng vào giờ phút này hắn cho dù là cái gì cũng không làm được nữa. Hắn đã bị ép vào tuyệt lộ đã không còn đường có thể trốn. Ha ha, nhìn thấy một màn này, tính toán tốt thời gian, quỷ ảnh nắm tất cả mọi thứ ở trong lòng bàn tay yêu nhã cầm lấy cốc linh trà ở bên cạnh, khẽ nhấm nhẹ một hớp, bắt đầu thảnh thơi suy nghĩ đến kế hoạch ngày nghỉ trong tương lai của mình. Mà cùng lúc đó, sư huynh, ca ca, không đợi Trần Khuynh Địch nói cái gì, ngay ở phía sau doanh phượng tiên, đột nhiên toát ra ba cái đầu nhỏ. Phốc, quỷ ảnh trực tiếp phun linh trà ra ngoài, thiên ý khó vi phạm, quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Ở trong cái chấp nhóm này, trong lòng của quỷ ảnh chỉ còn lại một cái ý niệm này ở trong đầu, nàng đoán chắc được phản ứng của Trần Khuynh Địch, đoán chắc được doanh phượng tiên sẽ đến, ngàn tính vạn tính, kết quả quả thực là không để ý đến một điểm mấu chốt nhất. Gặp quỷ, ta đã sớm nên đoán được, nếu doanh phượng tiên đã tỏ tình với tên Trần Khuynh Địch kia, trên lý luận là liền căn bản không có khả năng thất bại mới đúng, kết quả là vẫn cứ thất bại, như vậy không thể nghi ngờ, tất nhiên là có người nào đó cản trở như vậy thì người nào sẽ làm như vậy, còn phải nói sao, nhất định là các nàng rồi. Mà Trần Khuynh Địch nguyên bản đã lộ ra loại ánh mắt tràn đầy quyết ý quả nhiên tỏ tình là điều nam nhân nên làm này, khi nhìn thấy ba nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, lạc tương tư ở sau lưng của Doanh Phượng Tiên, liền giống như bị dội một thùng nước đá trong ngày hè vậy, thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Còn em mờ sao nó, Trần Khuynh Địch tỉnh hồn lại lập tức đưa mắt nhìn về phía quỷ ảnh ở sau lưng, mà quỷ ảnh lúc này chính khá là chật vật lướt qua linh trà vừa mới phun ra trên mặt bàn, sau đó quăng cho Trần Khuynh Địch một cái ánh mắt vô tội, Trần Khuynh Địch thì là tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy một trận buồn bực ở trong lòng. Em mờ sao nó, bây giờ nên làm gì? Đúng lúc này, thanh âm của quỷ ảnh mượn nhờ bí pháp truyền âm ung dung rơi vào trong tai của Trần Khuynh Địch. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể không đếm xỉa đến. Trực tiếp tỏ tình ở nơi này a à. Không cần để ý đến các nàng Dương Xuân, "Ta cực tuyệt, Trần Khuynh Địch không có một chút do dự mà phủ nhận đề nghị của Quỷ Ảnh. Ta tin ngươi mới lạ, cái tên xấu xa này, rõ ràng là đã lừa gạt ta, ta cũng sẽ không gọi ngươi là chuyên gia quỷ ảnh nữa." Mà đang ở trong thời điểm Trần Khuynh Địch giao phong ánh mắt kịch liệt cùng với Quỷ Ảnh, thần sắc của Doanh Phượng Tiên cũng dần dần trở nên quái dị, đồng thời biến đổi thần sắc còn có ba nữ Dương Xuân, dù sao thì cũng không có ai là đồ đần. Kỳ thật ở trong khoảng thời gian này Doanh Phượng Tiên vẫn luôn muốn vụng trộm đến tìm Trần Khuynh Địch nhưng dù sao thì hành vi trộm đi phía trước đã bị ba nữ dương xuân trần tiêm tiêm lạc tương tư phản đối kịch liệt cho nên ở trong khoảng thời gian này ba kẻ cản trở này cơ hồ là tất cả ăn uống vui đùa cùng với tu hành đều là ở nhà của nàng ngay cả hiện tại cũng là như vậy rõ ràng là quỷ ảnh gọi bản thân nàng tới kết quả là lại thấy được sư huynh ở chỗ này hơn nữa nhìn bầu không khí quỷ dị này hiển nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên nói một cách khác chuyện này nói không chừng là mưu đồ trong bóng tối của sư huynh mà liên tưởng đến điểm này, lại liên tưởng đến trước đó, quả nhiên là sư huynh dự định. Doanh Phượng Tiên bừng tỉnh đại ngộ lập tức đưa mắt về phía ba nữ Dương Xuân ở sau lưng, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ ảo não lần thứ hai, mà ba người ở phía sau thì lại lộ ra thần sắc may mắn. Còn may, còn may, ta biết ngay là nàng lại muốn trộm đi. Phượng Tiên tỷ là đại địch. Ủa, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đột nhiên kinh ngạc, lại nhìn về phía Lạc Tương Tư, nói, nói đến, Tương Tư tỷ vì sao cũng đi theo khụ khụ, lạc tương tư lúng túng ho khan một cái, xoay chuyển lời nói, ta là có chuyện trọng yếu muốn nói cùng với sư huynh. Ông trời ơi, lúc này nàng là thực sự không nói xạo, mặc dù trước đó ở trong ba nữ cùng ăn cùng ở với doanh phượng tiên cũng có nàng, nhưng lần này lạc tương tư cùng với hai người còn lại có chỗ khác biệt, nàng cũng không phải là đi theo doanh phượng tiên tới đây, mà là vì một chuyện nào đó mới đặc biệt tìm đến quỷ ảnh, kết quả là ngoài ý muốn thấy được doanh phượng tiên, lúc này mới đuổi theo. Chuyện gì thế, à, ờ dương xuân ngây thơ tự nhiên là không có một chút hoài nghi nào mà trần tiêm tiêm thì là xoa cằm một cái lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi